chương 41 Ta là thật sự không muốn a à, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Hắn, hắn lại tuyển. Ta cứ nói đi. Có vương nhị sư huynh ở, hắn khẳng định tuyển thanh vân phong, các ngươi còn không tin. Ta cảm thấy vương nhị sư huynh muốn thảm. Nhạc tông viễn sư huynh không tính toán với hắn, lãnh nên tuyết sư tỷ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn không cần nói dưới đài đệ tử ngoại môn chấn kinh rồi dù cho một đám chân truyền cũng là kinh điệu hai mắt nhìn cái kia dứt khoát bạch dạ kinh ngạc nói không ra lời tuy rằng vương nhị nụ cười khuôn mặt tham dự tiếng vào phù thiên phong cùng tàn kiếm phong cạnh tranh nhưng hầu như tất cả mọi người đem quên cũng không cho rằng có cạnh tranh năng lực nhưng kết quả nhưng lại như là này kinh ngạc không khỏi dồn dập đưa mắt tìm đến phía vương nhị sư đệ ngươi khương bá ngưu đứng vương nhị bên người nhìn cái kia vẫn như cũ tràn đầy nụ cười mặt ngơ ngác nói không ra lời không biết là nên an ủi hắn đây hay là nên chúc mừng hắn yên tâm đi sư huynh vương nhị hờ hững xua tay khóe mắt nhưng là không cầm được lộ ra ý cười đã đến rồi thì nên ở lại sư huynh không cần phải lo lắng kim kế liệt thâm độc hai con mắt càng là tràn đầy dại ra trong nội tâm tràn đầy không tin làm sao có khả năng làm sao có thể chứ không nên a à, này này con nếu không ngốc làm sao sẽ lựa chọn Thanh Vân Phong? Lãnh ngân tuyết phản phất ngàn năm bất biến băng sương mặt, nhất thời nhíu lại, nhìn bạch dạ lạnh lẽo nói rằng, ngươi là kiếm tu, nên vào ta tàn kiếm phong. Ngươi nếu là thông minh, nên rõ ràng, tàn kiếm phong đối với ngươi trợ giúp mới to lớn nhất. Bạch dạ ấy nấy nói, đa tạ sư tỷ thật là tốt ý, bạch dạ tâm lĩnh, thế nhưng sư đệ vẫn là muốn đi tới thanh vân phong. Lãnh ngân tuyết nhíu mày vũ phát căng mịn, chốc lát lông mày mới dần dần hoạt động gân cốt, lạnh lùng nói, ngày sau như có gì nghi vấn, có thể đến tàn kiếm phong tìm ta. Nói xong, lãnh ngên tuyết không khỏi quay đầu lại nhìn phía vương nhị, sư đệ, tương lai chúng ta luận bàn một phen. Chư vị chân truyền lúc này chính là nở nụ cười, đến rồi, quả nhiên đến rồi, cái này nữ người điên quả nhiên vẫn là ban đầu mùi vị. Sư tỷ nếu nói rồi, người sư đệ kia tự nhiên tôn từ, tất cả vậy do sư tỷ dặn dò. Vương Nhị quét qua nơi xa kim kế liệt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đáng tiếc. Lập tức xoay đầu lại, nhìn trong mắt tràn đầy hàng băng sư tỷ, chính là nở nụ cười. Ừ. Lãnh ngên tuyết nhàn nhạt đáp, ngồi xuống lại, sau người, cũng không có đặc biệt gây nên nàng chú ý người, đương nhiên sẽ không lại như vậy trước cứng rắn. Muốn thực sự là vẫn cứng rắn xuống, điên cuồng như nàng, cũng sẽ không chịu nổi đến từ các ngọn núi tức giận áp bức. Thú vị, nhạc tông viễn bình thản trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt ý cười nhìn bạch dạ từ tốn nói hy vọng ngươi sau đó không muốn hối hận bạch dạ gật gù không lao sư huynh quan tâm mọi người càng là dồn dập chấn động nhìn dáng dấp nhạc sư huynh quả nhiên còn chưa phải sản liễu a à, có điều vị này đệ tử ngoại môn cũng không phải như thế lại còn thật sự còn cứng nhắc đáp đi tới đối chọi gay gắt nhạc sư huynh cũng không cần quan tâm bạch dạ đã là chúng ta thanh vân phong người ta đương nhiên sẽ không để hắn hối hận. Vương Nhị đột nhiên xuyên vừa nói đạo, thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn ra một vệt ý cười nhàn nhạt, dường như tranh đấu không phải càng nguyên tông đệ nhất bên trong ngọn núi Phù Thiên Phong. Nhạc tông viễn không khỏi nở nụ cười, liếc mắt Vương Nhị, từ tốn nói, hy vọng Vương Sư Đệ lại nói chính là đúng đi. Sau đó chạm đít trời đi, ngồi ở vị trí của mình, vẽ mặt cân nhắc. Biết hắn thói quen chân truyền đều là thở dài, đáng thương nhìn vương nhị thực sự là xui xẻo a à, mới vừa vào đến không bao lâu mà đắc tội với tàn kiếm phong cùng phù thiên phong còn đều là càng nguyên tông đứng đầu bên trong ngọn núi cũng không biết hắn trở về có thể hay không bị chính mình sư phụ đấm đá một trận vẫn bị lôi ra đến cầu xin sư đệ ngươi ôi ngươi không nên sư huynh ngươi cứ yên tâm đi nhạc sư huynh cũng không nói cái gì không có chuyện gì nhìn vẻ mặt nghiêm túc khương bá ngưu Vương Nhị cười ha ha, thần tình lạnh nhạt, nhìn bạch dạ hài lòng gật đầu cười. Chư vị chân truyền nghe xong càng là khịt mũi con thường, còn không có chuyện. Ngày sau, ngươi sẽ khóc lóc hô cầu xin tha thứ. Khương bá ngưu thăm thẳm thở dài, nhất thời không tiếp tục nói nữa, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên nói nói tất cả, hy vọng sư đệ ngày sau sẽ không hối hận hôm nay quyết định đi. Bạch dạ đón vương nhị ánh mắt cũng là nở nụ cười, cái kia con ngươi, hắn có một loại trực giác, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Được rồi, tiếp tục đi, thân huyền đứng linh kiếm trên nói rằng, nhìn những kia chân truyền vũ phát tẻ nhạt, ngày sau những người này sợ là sẽ phải kinh điệu đầy đất mắt đi. Thậm chí hắn cũng không khỏi thầm nghĩ, nếu như chính mình tông chủ sư tôn không có nhắc nhở, hắn là không phải cũng sẽ như những sư đệ kia như thế, không coi trọng vương nhị, lập tức thân huyền cười nhạt, có lẽ vậy, nhưng tất cả, không có nếu như. Vừa dứt lời, chư vị chân truyền dồn dập lên tiếng, muốn tranh đoạt còn dư lại chư vị đệ tử, dù sao, những đệ tử này xác thực so với bọn họ vãn giới mạnh hơn rất nhiều. Vương Nhị Thích Ý ngồi ở chỗ ngồi của mình, sẽ không tiếp tục cùng những sư huynh khác tranh đoạt, dù sao, hắn đều đã cướp được đang tiến hành số một, như đang ra tay, này tướng ăn sẽ không quá tốt rồi. Sư huynh, lợi hại. Phong thạch lặng lẽ không người xuống, giơ ngón tay cái lên, càng thêm sùng bái nhìn phía sư huynh mình, quả nhiên a à, sư huynh chính là lợi hại tam đại bên trong ngọn núi thì lại làm sao còn không phải cướp có điều sư huynh mình hoàng thế hùng ở vui sướng đồng thời lại không khỏi lộ ra một tia lo lắng đã trải qua hơn nhiều tự nhiên rõ ràng ba ngọn núi lợi hại không đơn thuần là thực lực thủ đoạn cũng là như vậy trong nháy mắt các ngọn núi đệ tử gần như liền chọn xong xuôi chỉ còn lại một vị đệ tử ngoại môn còn đứng ở thạch lôi trên Thúy Vân Phong Mạnh Băng đột nhiên đứng dậy, mãn mang ý cười, nghe nói ngươi là tiểu ma nữ. Không biết có thể nguyện vào ta Thúy Vân Phong, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Thúy Vân Phong đều thu rồi ba vị đệ tử, mạnh sư đệ còn không thỏa mãn. Nhạc Tông Viễn Cười Xuyên vừa nói đạo, một bên từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn Thượng Văn Tuyết hai mắt chính là sáng ngời, tiểu ma nữ này dài đến, quả thật không tệ. Phù Thiên Phong cũng không thu rồi ba cái đệ tử sao, mạnh băng ngữ cười ồn ào nói làm sao nhạc sư huynh lại có hứng thú hết cách rồi để nhất bạch dạ bị lấy đi sư tôn cho nhiệm vụ không hoàn thành a à, sư huynh cũng chỉ có thể như thế nhạc tông viễn ý cười giạt dào nói cùng nhau quay đầu lại liếc mắt vương nhị vị sư đệ này rất không hiểu quy củ a à. nhìn vừa nói vừa cười hai người chư vị chân truyền nhưng là nghiêm túc mà đợi bọn họ rõ ràng hai người này kỳ thực từ lâu thế như nước với lửa ba năm trước bên trong ngọn núi thi đấu, càng là ra tay đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, không chút nào lưu thủ. Kim kế liệt âm trầm nhìn hai người, trong lòng càng là ở hung hăng mắng bọn họ, hắn cũng vừa ý tiểu ma nữ kia, không nói lớn lên xác thực đẹp đẽ, ngày đó phú, cũng quả thật không tệ. Đáng tiếc, nhìn cái kia tranh đoạt hai người, kim kế liệt bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không dám hướng về vương nhị giống như vậy, cùng tam đại bên trong ngọn núi người tranh cướp, thân huyền lẳng lặng đứng trên phi kiếm đầy mặt bình tĩnh hỏi không biết vị sư muội này có thể tưởng tượng được rồi lựa chọn là thúy vân phong vẫn là phù thiên phong thượng văn tuyết ánh mắt lấp lánh mang theo bất mãn nhìn nhìn xuống chính mình thân huyền nhưng nghĩ tới giờ khác này chỉ có thể kìm nén tính tình của chính mình nũng nịu nói rằng ta nghĩ được rồi ta muốn đi thanh vân phong cái gì đệ tử ngoại môn cùng chư vị chân truyền đều là chấn động càng sâu người không nhìn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. câu trả lời này, thật là chính là ngoài dự đoán mọi người. Người nói lại lần nữa. Nhạc tông viễn nụ cười nhất thời dần dần thu lại, bình tĩnh hai con mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, trầm giọng nói rằng. Ta nói, thượng văn tuyết không thèm nhìn không kiên nhẫn nhạc tông viễn, trừng mắt vương nhị, lần thứ hai nói rằng, ta muốn đi thanh vân phong. Mạnh băng thoáng chốc cười ra tiếng, liếc mắt bên cạnh mặt âm trầm nhạc tông viễn chạm đích quay về vương nhị cười nói chúc mừng sư đệ ngoài môn đệ nhất cùng đệ tam tất cả đều thu làm môn hạ thanh vân phong cuộc khởi xem ra ngay trong tầm tay a à. a à, cái gì vương nhị một mặt mộng ép đứng lên nhìn cái kia nhìn mình lom lom thượng văn tuyết cảm giác trong lòng vũ phát không ổn ta ta không muốn hắn a à? lời này vừa nói ra nhạc tông viễn sắc mặt vũ phát thâm trầm lúc này chính là hự lạnh một tiếng phất tay áo mà đi vương nhị được rất tốt hai tháng sau bên trong ngọn núi thi đấu chờ xem mạnh băng cười càng thêm sáng lạng nhìn nhạc tông viễn bóng lưng lần thứ hai hướng về vương nhị chúc chúc mừng sư đệ đúng rồi sư huynh còn có việc cáo lui trước xoay người mạnh băng nhất thời ý cười thu lại gương mặt phiền muộn, vạn vạn không ngờ được lại sẽ là kết cục như vậy vương nhị sững sờ tại chỗ ta ta không muốn. sư đệ, chúc mừng. thân huyền đứng linh kiếm trên, một lời hòa âm. thượng văn tuyết sắc mặt giận hồng, cái tên này lại còn không muốn, còn dám từ chối. ngày sau nhất định phải làm cho cái tên này đẹp đẽ. vương nhị nhìn thấy tấm kia linh lung mặt, đột ngột sinh ra không ổn, một cái giật mình, lập tức cười khổ, nhìn dồn dập rời đi bóng lưng, hắn là thật sự không muốn a, à, các ngươi ai muốn, mau mau trở về lấy đi đi động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Tiểu ma nữ thượng văn tuyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bái kiến vương sư huynh Bạch dạ đi tới vương nhị trước người, cung kính thi lễ một cái, sau đó thẳng tắp đứng trước mặt của hắn, hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt vẫn như cũ không thấy rõ nội tình. Phản phất có mây mù ở che chắn, làm người không thấy được chân tướng. Quả nhiên, sư huynh thực lực sâu không lường được. Bạch già dạ trong lòng âm thầm thở dài, vũ phát khẳng định sự lựa chọn của chính mình không có sai lầm. Vương nhị khẽ mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn thấy phía sau tới mới lên cấp đệ tử, nhất thời đầu tê rần, cảm giác vô cùng vướng tay chân. Ôi, nhìn đứng trước người thượng văn tuyết, Vương nhị lại là thở dài, hắn cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đối với hắn lại là trận lên giận dữ nhìn, lại là chán ghét, làm sao liền càng muốn đến thanh vân phong. Ngươi xem cái gì xem? Chưa từng thấy mỹ nữ A, à, thường văn tuyết lớn tiếng khẽ kêu, trận lên giận dữ nhìn suy nghĩ trước người, còn có, ngươi nói, dựa vào cái gì muốn cự tuyệt, tại sao phải từ chối? Lẽ nào bổn tiểu thư thiên phú thực lực không được chứ? Vương nhị không nhìn được khóe miệng vừa kéo, quả nhiên A, à, nữ tính loại sinh vật này, Hắn sẽ không thích hợp đối mặt, đây là với hắn xung khắc quá a. À. Đi theo Vương Nhị phía sau ba người cũng là cười thầm, dùng sức định chỉ ý cười, nhưng nhìn đỏ mặt, bọn họ khi nào từng thấy như vậy Vương sư huynh, ngày xưa Vương sư huynh vậy cũng đều là phong độ phiên phiên, hờ hững đối mặt tất cả, phản phất bất cứ sự vật gì ở trước mặt của hắn, cái kia cũng không tính là chuyện. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ muốn cười. Bên cạnh Bạch Dạ hiếm thấy nhếch lên một tia khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất, dáng dấp như vậy vương sư huynh, nhất thời cũng chưa có thần bí kia cảm giác. Vương nhị vũ phát đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, lập tức linh cơ hơi động, nói rằng, người tới chúng ta thanh vân phong làm gì, người đi phù thiên phong, thúy vân phong, cái nào tòa bên trong ngọn núi không thể so ta thanh vân phong tốt. Cũng còn tốt, bây giờ còn có cơ hội, ngươi bây giờ cùng ta nói, ta lập tức đem ngươi đưa tới. Thượng văn tuyết nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức ở lại. Sững sờ vài giây, hai con mắt dần dần bắt đầu ửng hồng, mơ hồ có từng điểm từng điểm ống ánh xuất hiện ở trong tròng mắt, oan ức mà lại dẫn tia khóc nức nở nói, ngươi, ngươi bắt nạt người. Ta chỗ nào không tốt, ngươi muốn đuổi ta đi, dựa vào cái gì ngươi muốn đuổi ta đi. Ta vừa không có cho ngươi chọc giận ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta, xem thường ta, dựa vào cái gì chán ghét ta. Ô ô ô năm cái đại lão gia lúc này dại ra tại chỗ, nhìn nói khóc liền khóc thượng văn tuyết lẳng lặng nói không ra lời. Vương nhị trước hết phục hồi tinh thần lại, vũ phát đau đầu, liền biết vị này tính tình cổ quái đại tiểu thư đến rồi không chuyện tốt, đúng như dự đoán. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, được được được. Ngươi chớ khóc, ta không đem ngươi đưa đi còn không được sao, ta đồng ý ngươi vào thanh vân phong. Có điều, ta đồng ý vô dụng, nhất định phải sư phụ ta hàng trưởng lão đồng ý mới được, cái này ngươi phải hiểu được. Thật sự. Khóc nức nở thoáng chốc dừng lại, nước mắt như mưa mang trên mặt một tia hiếu kỳ, hai gò má càng là hơi hiện ra một tia ửng đỏ, rất cảm động. Vương Nhị cũng không khỏi xem ở một mắt, dù sao cũng là có người trưởng thành linh hồn, dù cho lấy hài đồng tâm tính sinh sống 10 năm, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị mỹ nữ hấp dẫn. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng nói, đương nhiên đương nhiên. Hừ. Có tia khóc cùng kiều mặt lúc này khôi phục bình thường, mơ hồ lăn xuống nước mắt châu càng là biến mất hết sạch, đem vừa vương nhị biểu hiện thu hết đáy mắt thượng văn tuyết, không trải qua trên rỉ ngẩng đầu lên, phản phất một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Đấy lòng càng là xác định, quả nhiên, cha nói không sai, ngoại giới nam nhân, cũng là lớn móng heo, không một thứ tốt. Vương nhị bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên a à, phụ nữ đều là thủy tố, nói khóc liền khóc. Đối với thượng văn tuyết điển kịch, hắn không chút nào biện pháp, cho dù biết đó là điển kịch, hắn vẫn như cũ tàn nhẫn không xuống tâm đến, huống chi, nhân gia xác thực không có gì quá đáng cử động, hắn thì càng không thể làm cái gì. Lúc này chính là chạm đích, bất đắc dĩ nói, đi thôi, cũng nên mang bọn ngươi đi gặp sư phó một chút. Dứt lời, vương nhị đứng lăng không phi kiếm bên trên, liền chuẩn bị xông lên tận trời. Thình kiệt lúc này đi theo, bước lên linh kiếm, đứng vương nhị phía sau. Phong thạch nhanh chóng mở miệng, bạch dạ sư đệ, ngươi liền theo ta đi, ta mang ngươi đi vào. Hắn tuy rằng thưởng thức sư muội mỹ lệ dung nhan, nhưng vừa nãy thấy cái kia cố tình gây sự tính tình, hắn thực sự không dám tới gần, không thấy chính mình cái kia yêu nghiệt giống như sư phụ huynh cũng không có có thể làm sao mà. Vóc người cường tráng hoàng thế hùng hơi ngưng lại, mơ hồ có một tia cảm giác xấu, sau đó nhìn thấy mặt kia trên dần dần nhếch lên khóe miệng sư phụ mùi, càng là cảm thấy không lành. Bạch già dạ sững sờ, lập tức gật đầu, tuy rằng trong cơ thể hắn có một đem đạo kiếm, nhưng này chung quy phải không có thể tiết lộ, tại không thể lộ ra ngoài, hắn từ lâu rõ ràng. Chờ chút. Ta muốn đứng phía sau ngươi. Thượng văn tuyết trà sát chạy đến vương nhị bên người, giọng tan nói. Thịnh kiệt quái dị đầu lâu lúc này chính là trở nên đỏ chót không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt sư tỷ cái kia dung mạo cho dù là khi hắn trong nhà hắn cũng không thấy có thể cùng so với người sư huynh cái kia vậy ta đi xuống nói xong không đợi vương nhị mở miệng thịnh kiệt liền từ một bên khác nhảy xuống lưu loát chạy tới hoàng thế hùng phía sau sư huynh phiền phức ngài ta liền đứng ngài phía sau hoàng thế hùng nhất thời thở phào nhẹ nhõm được 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 hắn cũng ước gì như vậy hai người là dễ dàng vương nhị nhưng là sững sờ linh kiếm thoáng chốc nhẹ đi lập tức lại là một tầng so với trước đây nhẹ điểm quay đầu nhìn lại quả nhiên đổi thành cái kia tính tình cổ quái thượng văn tuyết sư huynh cực khổ rồi thượng văn tuyết quay về vương nhị kinh ngạc con mắt chính là ngọt ngào nở nụ cười không biết người thấy cần phải cảm thán cỡ nào tốt một cô gái a à? vương nhị lắc lắc đầu nhìn cái kia hoàng thế hùng cùng đầy mặt vui mừng thịnh kiệt trong mắt không cầm được đau lòng thật ngươi thịnh kiệt cứ như vậy đem ta từ bỏ sau đó quay đầu lại thật sâu thở dài thế đạo gian nguy quả nhiên dựa vào người là không dựa dẫm được a à. vèo thoáng chốc ba đạo lưu quang phóng lên trời xông thẳng lên trời vẽ ra trên không trung ba cái đường vòng cung sư huynh chậm một chút đi quá nhanh ta dễ dàng ngất sư huynh chậm một chút ta còn không ngắm nghía cẩn thận nội môn là thế nào dạng đây a à sư huynh mau nhìn, những kia vân thật là đẹp a. À. Sư huynh, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, cảm giác này thật kích thích a. À. Đứng vương nhị phía sau, thường văn tuyết khóe miệng dần dần nhếch lên một tia độ công, đắc ý nhìn trước người bóng lưng, gọi ngươi chọc ta. Cha ta đều sợ ta, liền ngươi. Quá non. Vương nhị bất đắc dĩ, phía sau sư phụ mùi miệng kia ba sẽ không dừng lại quá, bồ bồ ở phía sau nói cái liên tục yêu cầu càng là một so với một khuếch đại, một hồi thấp một chút, một hồi cao một chút, một hồi nhanh lên một chút, một hồi chậm một chút nhi, thậm chí còn muốn đem hắn trước ở phía sau, làm cho nàng điều động linh kiếm. Mà cái này, hắn tự nhiên không từ, tuy rằng ngã xuống cũng quăng không chết hắn. Thời gian trôi qua, vương nhị nhưng cảm thấy như thế dài lâu, ngày xưa chỉ cần 10 phút thời gian, hiện tại phản phất trôi qua nửa canh giờ không thôi. Rốt cục, nhìn xuất hiện ở trước mắt Thanh Vân Phong, Vương Nhị thoáng chốc ánh mắt sáng lên, trời ạ, à, hắn có thể cuối cùng đã tới, phía sau tiểu ma nữ lần này dù sao cũng nên sẽ không gây ra cái gì yêu thiêu thân đi. Đi thôi. rơi xuống đất, Vương Nhị khoan khoái miệng lớn hô hấp, cảm giác giờ khắc này Thanh Vân Phong phá lệ thanh tân cùng mờ ảo. Dứt lời, Vương Nhị bước dài đi tới, hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể cho phía sau tiểu ma nữ kia cơ hội, không phải vậy, vậy thì thật là tại mọi thời khắc phiền phức ngươi, then chốt còn đều là cái kia không đến nơi đến chốn vấn đề nhỏ, muốn phát hỏa cũng không có chỗ dùng sức. Sư huynh, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu thôi. Nhìn cũng như chạy trốn vương nhị, thượng văn tuyết linh lung giống như khuôn mặt cười lộ ra một vệt nhợt nhạt quả lê cơn xoáy, lúc này bước ra hai cái chân dài to đuổi theo, bên mép thở nhẹ, phản phất liếc mắt đưa tình đích tình lưỡng. Phía sau bốn người không khỏi đồ là âm thầm nở nụ cười, cho dù là vẫn lạnh cương nghiêm mặt bạch dạ cũng là lộ ra nở nụ cười ý cười nhợt nhạt cỡ nào cảm giác quen thuộc a à? đáng tiếc nhẹ nhàng thở dài trong nháy mắt bạch dạ lần thứ hai hóa thành mặt cương thi cất bước đi theo bái kiến vương sư huynh thành tử thi lễ ngẩng đầu lên chỉ thấy vương sư huynh từ lâu đi tới tựa như đang chạy nạn giống như vậy nhất thời nghi hoặc gãi gãi đầu là phát sinh đại sự gì sao lập tức một vị xinh đẹp bóng người đuổi lại đây thành tử lúc này lộ ra cảnh giác vẻ mặt, lại có người muốn xông ngọn núi, lúc này liền chuẩn bị cản đi tới. Thường văn tuyết con người sáng ngời, phát giác thành tử dụng ý, thoáng chốc sự xuất bí pháp, phản phất uyển chuyển nhảy múa con bướm giống như vậy, trong nháy mắt bỏ qua thành tử. Thành tử cả kinh, lúc này liền chuẩn bị kêu to, phía sau truyền đến tiếng kêu, sư đệ mạc kinh, đó là chúng ta tân tiến tới sư muội. Phong thạch hét lớn, hắn tự nhiên rõ ràng thành tử là hạng người gì, đừng nói sư muội chính là không quen biết cửu thiên thánh nữ đến rồi chỉ cần là hắn không quen biết vậy hắn đều phải cản lại thành tử còn vừa muốn nói cái gì bốn người nhất thời lại nhanh chóng bỏ qua hắn nhìn bốn người kia bóng lưng thành tử kỳ quái gãi gãi đầu này cũng thật là quái không thì có đệ tử mới vào ngọn núi sao tất yếu vội vã như vậy sao lại nhìn một hồi lần thứ hai cúi đầu thật lòng quét dưới chân núi sơn đạo động đất à không đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Sư phụ ngài thật là đẹp trai. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thanh vân phong sườn núi bên trên, hơn 10 vị đệ tử nội môn trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau lĩnh giáo, bầu không khí nhiệt liệt. Thoáng chốc, một người ánh mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa kinh ngạc thốt lên, sư huynh là vương sư huynh trở về mọi người lúc này quay đầu lại cũng là hưng phấn gào lên sư huynh sư huynh thu rồi cái nào đệ tử trở về a à? sư huynh đừng đi a à. vương nhị ngẩng đầu nhanh chóng gật gật đầu lập tức hướng về phía trên đi đến chỉ vì mặt sau luồng khí tức kia xem đến càng ngày càng chặt sư phụ a à, có thể dựa cả vào ngươi tuyệt đối đừng đi dây xích a à. nhanh chóng bước lên dọc theo trên đỉnh ngọn núi mà đi sơn đạo vương nhị vẻ mặt căng thẳng trong lòng cầu khẩn phía sau một đám đệ tử buồn bực nhìn vương nhị bóng lưng kỳ quái sư huynh bình thường không phải như thế a à? ôi chao cô đó là ai có phải là chúng ta sư muội a à? có người suy đoán có người trái lại nhíu mày nhìn cũng như chạy trốn vương sư huynh sau đó liền trông thấy một vị nữ tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng dài đến linh lung có hứng thú không khỏi suy đoán lên nàng sẽ không ở xem sư huynh chứ không thể nào. Mọi người thấy thượng văn tuyết bóng lưng, ánh mắt quái lạ, lập tức chính là thở dài. Quả nhiên a, à, có thực lực chính là không giống nhau. Người sư muội này đều vội và hướng về trên người dựa vào, lập tức lại là bốn người xông ra. Hoàng thế hùng quay về bạch dạ nói rằng, sư đệ, con đường sau đó sư huynh sẽ không thuận tiện đi rồi, chính ngươi theo sau đi. Các sư huynh ngay ở phía dưới chờ các ngươi. Bạch dạ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia quái dị nhìn về phía trước một đuổi một chạy bóng người không tên muốn thở dài cũng không biết sự lựa chọn của chính mình có phải thật vậy hay không sai rồi a à? này có chút vô căn cứ a à? lập tức gật gật đầu đi theo bước chân khinh sấp dáng người mềm mại mấy cái lên xuống liền đuổi theo sư huynh cái kia hai đều là ai vậy có phải là chúng ta tiểu sư đệ tiểu sư muội một bên thanh vân phong đệ tử hỏi hoàng thế hùng gật gật đầu có vui mừng có tia sầu hai tháng sau bên trong ngọn núi thi đấu, cũng không biết thì như thế nào, hy vọng sẽ không có sao chứ. Phong thạch gương mặt nhảy nhót, chạy đến các sư đệ trước mặt, ta và các ngươi nói, vương sư huynh có thể ghê gớm, ở ngoại môn việc trọng đại trước, đại đại tăng chúng ta thanh vân phong mặt, các ngươi là không nhìn thấy, cái kia lưu vân phong kim kế liệt sắc mặt, cùng cái thang đen như thế. Còn có còn có, sư huynh mị lực có thể ghê gớm, cái kia vừa nảy hai vị sư đệ, sư muội. Các ngươi cũng thấy đúng không? Vậy cũng đều là lần này ngoại môn đệ tam, số một. Hư. Cái khác tam đại bên trong ngọn núi còn muốn muốn cùng chúng ta vương sư huynh cướp người, đùa giỡn, làm sao có khả năng cướp quá? Hoa. Một đám sư huynh để đem phong thạch vây quanh ở trung tâm, tháng phục nhìn hắn, phản phất có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, tiện đà hưng phấn hô, còn gì nữa không còn gì nữa không? Kha kha. Vị sư muội kia các ngươi cũng nhìn thấy đi, có xinh đẹp hay không, liền hỏi các ngươi. Vị sư muội kia sư huynh vốn là cũng không muốn, là nàng nhất định phải theo sư huynh chui vào, Phù Thiên Phong cùng Thúy Vân Phong người đều bị tức đi rồi. Các ngươi nói đây là tại sao? Kha kha, 8 phần 10 là chúng ta người sư muội kia coi trọng sư huynh, ngày sau các ngươi có thể chiếm được chú ý một chút a, à, không phải vậy, cẩn thận chọc sư muội, sư huynh tới tìm các ngươi phiền phức phong thạch toét miệng, khuôn mặt vẻ hưng phấn. Cho tới chính mình sư muội cái kia nhí nha nhí nhảnh tính khí, vẫn là chờ bọn hắn chính mình phát hiện đi. Thịnh Kiệt nhìn bên kia chậm rãi mà nói, trêu đến một đám sư huynh để ánh mắt quái dị phong thạch, không tên vì đó cảm thấy bi ai, tiếp xúc lâu như vậy, vương nhị tính nết hắn từ lâu rõ ràng, hắn mở người khác chuyện cười cũng là thôi, dám mở hắn chuyện cười, quản chi là cùng mò con cọc cái mông như thế nha. Thanh Vân Phong Đỉnh Thanh Vân trước điện, Vương Nhị hít một hơi thật sâu, nhìn nó phía sau, cả người thả lỏng, rốt cục, giải thoát thời điểm phải, sau đó, nhất định phải cách đây vị sư muội rất xa, quá mức phiền phức, không chống đỡ được, thèn chốt còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lúc này quay đầu lại, đang đang quần áo, cất bước đi vào. Vì sao không với bọn hắn đồng thời đi vào? Hàng Phương ngồi ngay ngắn ở trên thủ, ý cười dịu dàng nhìn Vương Nhị nói rằng. Sư phụ A, à, nhiệm vụ của ta nhưng là hoàn thành tiếp đó ta nhưng là mặc kệ vương nhị biểu môi này tiện nghi sư phụ không tốt đẹp gì cũng muốn hãm hại hắn nếu không hắn ra chủ ý vậy làm phiền sư phụ mùi làm sao có khả năng đi tới thanh vân phong chờ chút đừng đi đợi lát nữa còn ngươi nửa chuyện nhìn chạm đích liền muốn rời đi vương nhị hàn phương vội vàng cười ngăn lại nói ngươi trước tiên ở này đợi không nên gấp đối với bên dưới ngọn núi phát sinh chuyện hắn tự nhiên phát hiện tuy có chỗ cổ quái nhưng thông qua phong thạch lời nói hắn tóm lại vẫn có điểm suy đoán chính mình này yêu nghiệt đồ đệ xem ra là đụng tới đối thủ a à? a à, còn có ta chuyện gì a à? vương nhị kinh ngạc gọi vào nhìn trống rỗng cửa điện tiểu ma nữ kia lập tức liền phải a à? ai biết nàng sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân bình tĩnh đừng nóng bình tĩnh đừng nóng Hàng phương mang theo ý cười nhàn nhạt động viên nói vừa dứt lời một trước một sau hai bóng người bước vào đại điện bên trong. Cầm đầu thượng văn tuyết hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy được hàng phương hơi đảo qua một chút, lại nhìn tới cái kia rủ xuống đầu vương nhị, lúc này chính là nở nụ cười, giống như hoa tươi nở rộ bình thường sáng lạng, nhìn hàng phương cũng không khỏi sững sờ, lập tức nhìn vương nhị cũng là quỷ dị nở nụ cười. Đối với vương nhị trạng thái, thượng văn tuyết vô cùng thỏa mãn, gật gật đầu, lúc này mới quay đầu lại, nhìn trên thủ hàng phương, nói vậy, vị này chính là tên khốn kia nói sư phó đi xem ra phải cố gắng lấy lòng một phen a à. gặp sư phụ thượng văn tuyết ngọt ngào nở nụ cười nhìn vương nhị một trận há hốc mồm đây là cái kia tiểu ma nữ sao đồ nhi gọi thượng văn tuyết cao hứng vô cùng có thể làm ngài đồ đệ còn có sư phụ ngài thật là đẹp trai nhìn miệng cùng lau mật một loại tiểu ma nữ vương nhị trận to hai mắt diễn viên a à đây là áo tư tạp vua điện ảnh A, ngài hạ tất nhân tài không được trọng dụng đến chúng ta thanh vân phong A. Vương nhị lúc này lần thứ hai phiền muộn cuối dưới đầu, cảm giác đời này đã không có hy vọng, vậy liền nghi sư phụ nhìn dáng dấp hẳn là sẽ không giúp hắn giải thoát rồi, hắn có linh cảm. Ha ha, hàng phương đầy mặt nụ cười nhìn phía dưới, tuy rằng hắn từ lâu qua năm ấy linh, nghe xong không biết bao nhiêu nịnh nọt, nhưng giờ khắc này, được nghe lại, vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường một bên bạch dạ nghe xong cũng không khỏi sững sờ lập tức vừa chắp tay đệ tử bạch dạ bái kiến sư phụ dứt lời bạch dạ liền đứng ở tại chỗ đã không còn còn lại động tác trên mặt càng là không hề biểu hiện lạnh lẽo nghiêm mặt cùng một bên tràn đầy ngọt ngào nụ cười thượng văn tuyết hình thành sự chênh lệch rõ ràng được 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 nhìn phía dưới hai người hàng phương vũ phát hài lòng lấy hắn thần niệm tìm kiếm hai người trong cơ thể linh so với thường nhân cường đại hơn nhiều dù cho những kia nhập môn ba năm đệ tử, thậm chí cũng có chút không sánh được hai người này. Tuy rằng ta rất hài lòng các ngươi, nhưng càng nguyên tông quy cũ như vậy, ta cũng hết cách rồi, các ngươi chỉ có trải qua thử thách, ta mới có thể đồng ý các ngươi nhập môn. Hàng Phương ý cười dần dần thu lại, hơi vểnh lên một tia khóe miệng, nói rằng. Đệ tử rõ ràng. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi, vấn đề nhỏ mà thôi, có như thế anh minh thần võ sư phụ phó ở, văn tuyết nhất định cũng chỉ sẽ bái vào thanh vân phong bạch dạ nhàn nhạt trả lời thượng văn tuyết nở nụ cười xinh đẹp dường như trăm hoa đua nở sau đó liếc mắt vương nhị khóe miệng nhếch lên ngày sau thời gian còn dài lắm khốn nạn ngươi liền chờ xem có khi là thời điểm tìm ngươi phiền phức cảm thù lấy truyền tới ánh mắt vương nhị một trận lại là thở dài lắc lắc đầu thôi hắn cũng muốn thông là phúc thì không phải là họa là nồi tránh không khỏi quá mức rồi cùng nàng liều mạng, còn cũng không tin. Nghĩ đến chỗ này, vương nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng thượng văn tuyết, thượng văn tuyết thấy, lúc này chính là giận dữ, ngươi còn dám trừng ta, lúc này chính là duỗi dài trắng như tuyết cổ, trận lên giận dữ nhìn trở lại. Vương nhị không tên một túng, rụt cổ một cái, trong lòng do dự, nhưng là, nàng là nữ ôi chao, đối với nữ thật sự không tốt ra tay a. À. Hàng Phương nở nụ cười, phía dưới mờ ám sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn không khỏi lắc lắc đầu thanh xuân a à. được rồi nhiệm vụ này liền giao cho ngươi vương nhị làm sư huynh gánh vác lên trách nhiệm của ngươi để cho bọn họ thuận lợi thông qua a à. vương nhị sững sờ lập tức nhìn phía tiện nghi sư phụ tuyệt vọng nói rằng sư phụ này ngươi không thể như vậy tại sao không thể như vậy Hàng phương vẻ mặt hờ hững mỉm cười hỏi ngược lại chuyện này. Vương Nhị do dự một hồi, chung Quy vẫn là không nói ra, chỉ có thể phiền muộn rũ xuống đầu, trầm giọng đáp lời, vậy cũng tốt. Vậy thì thật là khổ cực sư huynh. Thượng Văn Tuyết dần dần hiện lên một tia khác ý cười, quay về Vương Nhị tạ ơn đến. Một bên bạch dạ thờ ơ không động lòng, âm thầm suy đoán, không biết có thể hay không nhìn thấy sư huynh ra tay. Vương Nhị phiền muộn không muốn phản ứng, quể oải tố cáo thanh lùi, đi trên linh kiếm chính là nhất phi trùng thiên, quay đầu lại nhìn trên đất đạo kia nữ tính bóng người, không tên bi ai. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 gian nan nhiệm vụ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu trúc phong đỉnh núi, mấy tòa nhà trúc san sát ở trong rừng trúc, bầu trời hạ xuống sáng rỡ, xuyên thấu qua rừng trúc bắn tới nhà trúc bên trong, xua đuổi đi rồi đêm qua lạnh giá, mang đến một tia ấm áp. Nhà trúc trước, có mấy đạo dòng suối từ ngọn núi bên trong tuôn ra, phản phất suối phun, nước chảy róc rách, trong suốt thấy đấy, một đường dọc theo đường sông chảy xuống đi. Vương Nhị đứng đỉnh núi, ánh mắt hiếm thấy phiền muộn, mang theo tia ưu sầu, nhìn trời một bên, lại là thở dài, nên tới chung quy hay là muốn đến rồi. Xa xa, theo ánh mắt nhìn tới, một bóng người hóa thành lưu quan, một đường dọc theo tiểu trúc phong bay tới, tinh tế vừa nhìn, thình lình đúng là hắn tiện nghi sư phụ, hàng phương. Lúc này, cự ly này ngày đã qua ba ngày, ba ngày điều chỉnh, cũng đầy đủ những kia mới lên cấp đệ tử đem các loại việc vặt an bài thỏa đáng, trong tông cũng đủ để làm ra các loại an bài. Vương nhị lúc này mới đại sáng sớm đứng ở đỉnh, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình cái hầm kia đồ đệ tiện nghi sư phụ, muốn tới. Chốc lát, rung động âm ầm cuồng bạo phong thanh từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt, gần đây ở trước mắt. Oanh, hàng phương rơi xuống đất, cùng bạo sức gió thổi mà qua, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi rừng trút cùng nhau khuynh đảo, ba tức qua đi, mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Vương nhị kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì, dẫn đến như vậy, thường ngày cũng sẽ không như vậy, không khỏi hỏi, sư phụ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là cái kia vào ngọn núi nhiệm vụ không thuận lợi? thiên sát tống cổ còn có thật là chết bại hoại ta cùng bọn họ không để yên Hàng phương không có hình tượng chút nào chửi ầm lên trên mặt tức giận không chút nào che lấp vương nhị hơi ngẩn ngơ tống cổ tốt lắm như là phù thiên phong trưởng lão nhạc tông viễn sư phụ phó có điều bại hoại là ai chẳng lẽ là lưu vân phong hoàng chân hành hắn đột nhiên minh bạch cái gì xem ra cái kia nhạc tông viễn quả nhiên bắt đầu dở trò có điều rốt cuộc là cái gì a à? lại sẽ làm sư phụ tức giận như vậy vương nhị vũ phát tò mò sư phụ làm sao vậy hàng phương nặng nề hừ khẩu khí thu liễm một hồi vẫn như cũng mang theo tràn đầy không cam lòng nói rằng còn có thể có cái gì mấy tên khốn kiếp kia ở tông chủ trước mặt liên thủ lại âm ta cho ta phân phối cái kia đều là nhiệm vụ gì mỗi lần đệ tử mới nhập môn cần tiếp thu một vào ngọn núi nhiệm vụ mà này vào ngọn núi nhiệm vụ từ các ngọn núi trưởng lão lập ra, từ tông chủ xác nhận thông qua, sau đó, bên trong ngọn núi xếp hạng cao thì có quyền lợi đem chế định nhiệm vụ, giao cho xếp hạng thấp bên trong ngọn núi. Mà những kia đệ tử mới nhập môn, nhất định phải dựa vào chính mình sức mạnh đi xong thành những sự rèn luyện này nhiệm vụ, chỉ có chân chính thông qua những nhiệm vụ này mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, không hoàn thành chỉ có thể lại trở lại ngoại môn bên trong đi chờ đợi một cơ hội duy nhất. Vương Nhị tự nhiên rõ ràng những này, không khỏi hiếu kỳ, nhạc tông viễn đến cùng sẽ làm sao đùa bẩn thủ đoạn, nhiệm vụ kia là cái gì? Ôi! Hàng Phương thở dài, đáng tiếc cái kia hai cái đồ nhi, hy vọng thật có thể hoàn thành đi, phải đi thập vạn đại sơn bên trong chiếm lấy thương lan quả. Thương lan quả! Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ tới. Thương lan quả, trung phẩm linh dược, dược hiệu mạnh mẽ, đối với thân thể có rất lớn rèn luyện tác dụng, càng có khả năng tăng cường tự thân chi linh linh tính, có thể so với cao phẩm linh dược. Đương nhiên, hiệu quả mạnh như thế, bảo vệ yêu thú, cũng tự nhiên cường hãn. Phổ thông thương lan quả vậy cũng chí ít từ mấy trăm con thương lan tạo thành bầy sói bảo vệ, mỗi một đầu lan càng là có tiếp cận quẩn linh kỳ thực lực, cầm đầu lan vương, càng là thực lực xuất chúng, yếu, vậy cũng sai biệt không nhiều quẩn linh năm. Sáu năm thực lực, cường đại, thậm chí đã có thể đạt đến khải linh thực lực. Này độ khó, cũng quá lớn hơn chứ. Vương Nhị kinh ngạc, bất mãn gọi vào, bọn họ đây là tích trữ tâm không muốn để cho bạch dạ tiến vào thanh vân phong A, cho tới thượng văn tuyết, hắn ước gì nàng tiến vào không được. Ôi, hàng phương nặng nề thở dài, nội tâm phải không ông một tia hy vọng, dù sao, từ ngoại môn tiến vào nội môn, mạnh nhất cũng chính là quẩn linh, linh tính cũng còn chưa toàn bộ triển lộ thực lực có thể mạnh bao nhiêu thì lại làm sao là cái kia mấy trăm thương lan đối thủ tiểu nhị ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt bọn họ vào không được liền vào không được đi chí ít đừng phá hủy bọn họ là được cứ việc lời nói như vậy hàng phương vẫn như cũ khuôn mặt đáng tiếc cái kia hai cái đệ tử là thật hạt giống tốt a à, vài chục năm khó gặp sư phụ ngài cứ yên tâm đi bọn họ sẽ không xảy ra chuyện ngược lại ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ tiến vào chúng ta thanh vân phong. Vương nhị nói năng có khí phách nói, khắp khuôn mặt là kiên định, lần sau, nhất định phải mạnh mẽ đánh một trận nhạc tông viễn, không đánh sư phụ hắn đều không nhận ra, hắn sẽ không họ vương. Hàng Phương cười khổ, hy vọng như thế chứ. Đi thôi, các ngươi cũng nên xuất phát. Hàng Phương lại là thở dài, lập tức trôi nổi mà lên, mang theo vương nhị thẳng hướng thanh vân phong bay đi. Cũng không lâu lắm, Thanh Vân Phong xa xa mong muốn, Vương Nhị Linh động con mắt thoáng chốc hơi động, chỉ thấy Thanh Vân trước điện, Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền nhạc tông viễn đứng ở bên ngoài, lạnh trên tràn đầy vẻ trào phúng, quanh người Hoàng Thế Hùng càng là một mặt tức giận. Chốc lát, nhạc tông viễn nhìn thấy rơi xuống đất Vương Nhị, nhất thời trên mặt biến thành cân nhắc vẻ, khiêu khích nhìn Vương Nhị. Người đến đây làm gì? Vương Nhị lạnh lùng nói, nếu không nơi này là Thanh Vân Phong, không tiện đánh người, hắn cần phải giáo dục giáo dục hắn, cùng ai hung hăng đây? Ngươi ai vậy, tiểu gia ta ca nhưng là có đại đế chi tư, ngươi xứng sao ngươi? Đương nhiên, tất cả những thứ này vương nhị chỉ là ở trong lòng gầm lên, trên mặt nhưng là bình tĩnh, đầy mặt vẻ lạnh lùng, đời trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, hắn càng phẫn nộ, như vậy kẻ địch sẽ càng cao hứng, đây là đối với bọn họ tốt nhất báo lại. Làm sao? Hàng trưởng lão không cùng ngươi nói sao, ta là tới giám sát các ngươi, phòng vệ các ngươi gian lận quay cốc a nhạc tông viễn liếc mắt hàng phương chắp chắp tay coi như làm thi lễ lập tức cân nhắc nói đây chính là thân là phù thiên phong đệ nhất chân truyền mang cho hắn sức lực nếu là đổi thành lưu vân phong hoàng thứ nguyên dù cho bối cảnh sâu như thế cũng tuyệt không dám ở hàng phương trước mặt như vậy lỗ mãn nhưng hắn nhạc tông viễn chính là dám như thế hàng phương hừ lạnh một tiếng lập tức cất bước đi vào vừa đi một bên truyền ra âm thanh tiểu nhị hết thảy đều giao cho ngươi nhớ tới bảo vệ bọn họ có được hay không cứ việc giao cho thiên ý đi vương nhị gật gù toán làm đáp lại lập tức không thèm nhìn nhạc tông viễn nhìn về một bên hai người hỏi làm sao có thể làm chuẩn bị cẩn thận chuyến này rất nguy hiểm hy vọng các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị đây là hắn cùng nhạc tông viễn hai người ân oán hắn cũng không muốn liền như vậy liên lụy bọn họ nghĩ đến chỗ này được trong lòng không khỏi ấy nấy mấy phần. Thượng Văn Tuyết hiếm thấy không có lại trận lên giận dữ nhìn Vương Nhị, trịnh trọng gật gật đầu, cầm tức Nhạc Tông Viễn, nàng chán ghét người này. Ở Vương Nhị hai người không có tới trước, người này vẫn đang gây hấn với bọn họ, nếu không phải là có nhiệm vụ tại người, nàng hận không thể đem tự thân phong ấn hết mức mở ra, đem hành hung để tiết trong lòng chi phẫn. Bạch Dạ, Thượng Văn Tuyết, ta hỏi lần nữa các ngươi, có từng hối hận? Nhạc Tông Viễn thấy vậy cũng không nổi giận, ung dung không vội hỏi, phản phất quân tử khiêm tốn, mãn mang ý cười. Bạch già trầm tĩnh con ngươi như nước, lặng lặng nhìn chầm chầm Nhạc Tông Viễn, nhìn hắn đều không khỏi không tên hoảng hốt, lập tức trấn định lại, đùa dẫn hắn nhưng là phù thiên phong đệ nhất chân truyền, ngoài trừ thân huyền, ai cảm nghĩ nhất định vượt qua hắn. Ta không hối hận. Bạch già từ tốn nói, chữ chữ len ken sẽ có lực. Ta cho ngươi biết, sau đó, ngươi cho ta cẩn thận một chút thượng văn tuyết buồn bực sưng mặt lên nói nghiêm túc nàng chán ghét người này nếu là ở chính mình bên trong ai dám chọc giận nàng như vậy cần phải là người đạo chủ nghĩa hủy diệt không thể ha ha nhạc tông viễn cười gằn hoàn toàn không đem này uy hiếp để ở trong mắt hy vọng các ngươi đừng hối hận hối hận cũng không tới phiên ngươi thượng văn tuyết biểu môi xem thường nói rằng ngươi nhạc tông viễn nhất thời hơi ngưng lại lập tức giận lên, cầm tức thượng văn tuyết. Ôi chao, sư huynh, ngươi nghĩ làm gì, nơi này chính là thanh vân phong, vương nhị không nhanh không chậm nói, nhìn chuẩn bị ép lên đi nhạc tông viễn cười nhạt, chỉ cần ngươi dám trên, hắn liền dám đánh, đánh cho hắn cha đều không nhận ra. Hừ, nhạc tông viễn bước chân dừng lại, thu lại rồi, hừ lạnh một tiếng, cười gằn nói rằng, tình sẽ hiện miệng lưỡi lợi hại. Được rồi, đi nhanh một chút đi, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đối phó thế nào nhiệm vụ kia, có phải thật vậy hay không không hối hận. Thường văn tuyết lúc này chính là một tiếng cười nhạo, nhỏ giọng xem thường nói rằng, túng quỷ. Nhạc tông viễn hơi ngưng lại, nhắm mắt, cổ có nổi gân xanh, tiếp theo một cái chớp mắt, dần dần khôi phục lại yên lặng, hai mắt mở, tràn đầy lạnh lùng, không một lời ngữ. Vương nhị không khỏi cười cợt, dáng dấp như vậy đại tiểu thư, vẫn là thật đáng yêu mà. Lập tức, ba đạo lưu quan vọt lên, thượng văn tuyết đứng vương nhị phía sau, dù sao, giờ khắc này nàng chỉ có uẩn linh cảnh, hoàn toàn không đủ để chống đỡ bọn họ ngự kiếm bay đến thập vạn đại sơn. Mà ở một bên khác, bạch dạ một thân một mình, làm kiếm tu, càng là ngộ ra được kiếm ý, đối với ngự kiếm vậy thì càng thêm thuận buồm xuôi gió, không chỉ tốc độ so với đệ tử tầm thường phải nhanh, tiêu hao, cũng phải rất xa ít hơn người thường. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mười vạn mênh mông núi lớn, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, mênh mông cùng cùng một mảnh hải dương màu xanh lục, vắt ngang mấy chục triệu dặm xa, thỉnh thoảng từ trong sẽ bốc lên gầm lên giận dữ, rung trời động địa, vang tận mây xanh. Này, là nguyên thủy thương mang sơn mạch, là viễn cổ bảo tồn đến nay cổ địa. Bên trong, vô số yêu thú trải rộng, càng có vô số cơ duyên chôn giấu bên trong, hấp dẫn đông đảo một làn sóng rồi lại một làn sóng thám hiểm người. Cũng không lâu lắm, ba đạo lưu quan từ chân trời hạ xuống, đáp xuống thập vạn đại sơn khu vực biên giới. Bạch dạ, tiêu hao đại sao? Có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Vương nhị đứng linh kiếm bên trên, nghe giọng hỏi dù sao từ trong tông một đường chạy tới nơi này số ít cũng có số vạn dặm xa hoàn toàn không phải uẩn linh kỳ tu giả có thể chống đỡ được bạch già sắc mặt lộ ra một vệt trắng xám từ tốn nói có chút lớn ta cần khôi phục một hồi được vương nhị hờ hững nói rằng liếc mắt nhìn nhạc tông viễn ngươi cứ việc giải lao có ta ở đây bên này giúp ngươi bảo vệ nhạc tông viễn khinh thường xì một tiếng một phế vật uổng phí khí lực ngược lại sớm muộn cũng là thất bại kết cục lập tức chính là nhỏ giọng mắng lãng phí thời gian bạch già dạ không để ý chút nào một mình ngồi trên mặt đất cuốn cuốn linh khí hóa thành gió nhẹ hướng về hắn tuôn tới vương nhị mắt lạnh nhìn về phía nhạc tông viễn hắn nghĩ được rồi đợi đến hai người bọn họ kết thúc nhiệm vụ mặc kệ thành bại đều phải đánh hắn một trận cái kia kỹ kỹ méo mó chê cười chịu đủ lắm rồi đương nhiên thành công vậy thì đánh nhẹ chút thất bại ha ha, vậy có hắn được. Nhìn cái gì vậy? Nhạc Tông Viễn liếc mắt, xem thường nói rằng, nơi này cũng không phải lại là Thanh Vân Phong, hắn cũng sẽ không lại có thêm kiên kỵ. Vương Nhị thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên tia tà ý, nhìn lãnh ngạo Nhạc Tông Viễn, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta đây tay, thật là có điểm ngứa a, à, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể nhiều chống đỡ hai lần. Ngươi làm sao không hỏi ta? phía sau thượng văn tuyết đột nhiên giòn tan nói thanh âm chát chúa du dương tràn đầy sức sống cùng bất mãn ngạch vương nhị khóe miệng vừa kéo suýt chút nữa đem phía sau vị này cô nải nải quên này thật là không nên a à. nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười sư muội nói đùa làm sao sẽ đã quên ngươi ta chỉ là biết sư muội như thế thông minh nhanh trí thiên tư vô song tự nhiên không cần ta nhắc nhở sư đệ a à, thật xin lỗi sư huynh cũng là không có cách nào a à người có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng A. Một bên ở trong lòng thầm than, quả thật là tiểu ma nữ, luôn có thể ngoài dự đoán mọi người hù được người. Hừ. Thượng văn tuyết hư nhẹ, linh lung mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy đắc ý cảm giác. Chất thải. Một bên nhạc tông viễn hừ lạnh, một lục xem thường, nhưng trong lòng thì tràn đầy ước ao, nếu là không có tên rác rưởi này, vị sư muội này sợ là sẽ phải đi theo ta phía sau đi. Ngươi! Sư muội chớ giận, cùng một túng hàng có cái gì tốt tính toán, đây không phải là không công hạ thấp chính mình cách điệu mà. Vương nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh gãy muốn mở miệng tức giận mắng sư phụ muội. Nhạc tông viễn ánh mắt ngưng lại, để lộ ra khí tức nguy hiểm, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, vương sư đệ, hiện tại, không phải là ở ngươi thanh vân phong ngươi cũng không nên cho rằng để nhất chân truyền thực lực đều là hoàng thứ nguyên loại rác rưởi kia như thế đánh bại hắn ta chỉ cần một chiêu không sai xác thực chỉ cần một chiêu nhưng là muốn một đòn toàn lực mới có thể một chiêu đánh bại hoàng thứ nguyên nhưng mà tại đây một đòn bên dưới hắn cũng không bao nhiêu sức chiến đấu có thể tiếp tục chiến đấu tiếp dưới cái nhìn của hắn vương nhị hay là sẽ không kém hắn quá xa hắn muốn đánh bại hắn quả thật có chút phiền phức nhưng là chỉ là có hơi phiền toái. Nha! Vương nhị giả vờ kinh ngạc, há hốc miệng, một bộ rung rẩy dáng vẻ, hình như là thật sự nha. Nhạc sư huynh, ta rất sợ đó nha. Thượng văn tuyết thổi phù một tiếng bật cười, lại nhanh chóng nín trở lại, sắc mặt cấp tóc đỏ lên, tên khốn này quả nhiên đủ tiện. Nhạc tông viễn cũng không nói chuyện, dừng ở vương nhị, bầu không khí đột nhiên trầm trọng hạ xuống phản phất có áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Vương Nhị vẫn duy trì tư thái, khẽ nhếch miệng, một bộ sợ sệt dáng vẻ, trên mặt nhưng tràn đầy ý cười, nhìn qua rất muốn ăn đòn. Hừ, nhanh lên một chút đi, nhiệm vụ cũng là có thời gian, ta cũng không muốn bồi các ngươi vẫn hao tổn nữa. Chỉ chốc lát sau, nhạc tông viễn thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, mắt lạnh nói rằng. Nhìn khiêu khích vương nhị cùng thượng văn tuyết, hắn đột nhiên nhô ra một loại ý nghĩ, hai người kia đang cố ý ép hắn ra tay đây là vì là nhiệm vụ thất bại kiếm cớ đến thời điểm thật nặng tân chọn nhiệm vụ không sai chính là như vậy nhạc tông viễn kết luận ý nghĩ trong lòng quay đầu đi không hề tiếp tục để ý tới hai người hắn muốn nhìn xuống không ra tay ngược lại thu thập vương nhị là sớm muộn hai cái đệ tử ngoại môn cái kia thu thập thì càng thêm dễ dàng vương nhị không khỏi thất vọng nhìn nhạc tông viễn đáng tiếc làm sao không ra tay đây hắn đều như thế khiêu khích đổi hắn đã sớm không nhịn được ra tay đánh nhau đối với nhạc tông viễn ý nghĩ trong lòng hắn có thể không có chút nào biết nếu như biết rồi cần phải kêu oan a hắn thật sự chỉ là muốn ép hắn ra tay sau đó thật có lý do đánh hắn một trận a tuyệt đối không có nhiều như vậy công công lượng quanh lượng quanh a cắt túng hàng thượng văn tuyết đứng ở phía sau ôm hai tay khinh thường xì nói nhạc tông viễn nhắm hai mắt lại nặng nặng nắm đấm lại lần nữa buông ra nhẫn ta nhẫn qua ngày hôm nay xem ta như thế nào thu thập các ngươi sau nửa canh giờ bạch già dạ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn đứng trước người vương nhị trong lòng ấm áp nói nhỏ sư huynh ta được rồi có thể bắt đầu rồi vương nhị nhìn trước mắt sư phụ đệ không khỏi thở dài hy vọng bọn họ thật có thể thuận lợi hoàn thành đi cái kia đi thôi tất cả cẩn thận an toàn là số một nếu là chuẩn bị từ bỏ, nhớ tới gọi ta." Bạch Dạ gật gù, lập tức đứng lên, hướng về Thập Vạn Đại Sơn đi vào. Phía sau, Thượng Văn Tuyết đi theo, lướt qua Vương Nhị thời gian, thấp giọng quát nhẹ, bất công. Ặc, à, nhìn đi tới bóng lưng, Vương Nhị cười khổ không được, tiểu ma nữ này thật là khó hầu hạ, có điều, lập tức hô, "Ngươi cũng cẩn thận a." À. Thượng Văn Tuyết cũng không quay đầu, tức giận hô, "Biết rồi, bất công sư huynh." mà ở vương nhị không nhìn thấy chính diện, khóe miệng nhưng mang theo tia đắc ý. Hừ. Vương sư đệ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ có thể cùng ta đi theo phía sau của bọn họ, ngươi không thể lộ diện, cũng không có thể lên tiếng nhắc nhở, chỉ cần ngươi làm ra bất kỳ nhắc nhở, trợ giúp, vậy bọn họ nhiệm vụ lần này coi như hết hiệu lực. Nhạc tông viễn nhìn bóng lưng của hai người, khinh thường kéo kéo khóe miệng, lần này, xem các ngươi có hối hận không vương nhị quay đầu lại liếc mắt nhìn lại lần nữa quay đầu đi trước hết để cho ngươi nhiều hơn nữa ung dung một hồi sớm muộn trừng trị ngươi lập tức hai người đứng phi kiếm hóa thành lưu quan, đứng trên bầu trời mắt nhìn xuống hai người bạch dạ tiểu ma nữ nhất định phải cố lên a ta tin tưởng các ngươi có thể trên mặt đất hai người tiến vào thập vạn đại sơn bên trong một luồng mênh mông khí tức nguy hiểm nhất thời quanh quẩn ở hai người trong lòng thật lâu không tiêu tan. À, sư huynh, làm sao bây giờ a?" À? Mới vừa vào tới Thượng Văn Tuyết không khỏi cái cổ co rụt lại, luôn cảm giác có cái gì đồ vật đang âm thầm quan sát giống như vậy, sợ sệt nhỏ giọng hỏi. người đi theo ta phía sau." Bạch Dạ thấp phục thân thể, trái phải nhìn chung quanh, đè lên âm thanh trả lời, lập tức đột nhiên hướng về phía trước đi đến. "Sư huynh, ngươi, ngươi chờ ta một chút." Thượng Văn Tuyết cả kinh, vội vàng đi theo thập vạn đại sơn nàng nghe qua chính mình cha đã nói trong này nước rất sâu cho dù là hắn cũng không dám nói xong tốt ngang qua thập vạn đại sơn bạch già bước chân dừng lại đợi được thượng văn tuyết theo tới mới lần thứ hai đi lên vừa nói sư muội ngươi cẩn thận một chút không cần loạn chạm món đồ gì chú ý quan sát bốn phía tất cả cẩn tắc vô ưu thượng văn tuyết lúc này gật gật đầu một mặt ngoan ngoãn không một chút nào chú ý hắn gọi sư muội Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, ngoại giới ánh mặt trời sáng rỡ từ lâu xem chi không gặp, chỉ có mênh mông núi lớn bên trong nguyên thủy khí, mang theo tia thê lương, càng lúc càng dày. Rống, à, một cái màu nâu đại xà đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra lượng lớn mùi tanh, làm người làm nôn. Thần kinh căng thẳng thượng văn tuyết lúc này kêu to, đối tung lên, hoảng loạn đứng tại chỗ, hai tay che ở trước người. Vục một đạo phong hàng ánh kiếm đột nhiên né qua, to bằng chậu rửa mặt đầu rắn thoáng chốc rơi xuống, thượng văn tuyết chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, toàn bộ thân thể bị kéo dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, thượng văn tuyết phản ứng lại, trong cơ thể linh lực phun trào, nguồn sức mạnh kia lại đột nhiên buông lỏng. Mở ra mắt, chỉ thấy một cái dài mười trượng không đầu cự xà ở trước mắt khuấy lên, tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Sư muội cẩn thận một chút bạch già dạ từ tốn nói đem vật cầm trong tay linh kiếm lần thứ hai thu hồi quả nhiên linh kiếm so với ngàn rèn tinh cương kiếm dùng tốt hơn nhiều kiếm khí cũng càng thêm mạnh mẽ thượng văn tuyết dại ra gật gật đầu nhất thời còn có chút chưa hoàn hồn lại nàng thật sự chưa bao giờ trải qua vết chóc trên bầu trời vương nhị lỏng ra khẩu đại khí cái kia yêu xà hắn từ lâu nhìn thấy nhưng mà nhìn hai người hồn nhiên không hay dáng vẻ hắn đột nhiên sốt sắng lên cũng không dám thở mạnh may là, vương nhị âm thầm nở nụ cười, bạch dạ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Đàn sói xuất tốc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhà ấm đóa hoa A à. Vương nhị nhìn sững sờ ở tại chỗ thượng văn tuyết, không khỏi thở dài đối với cự mãn kéo tới phản ứng đầu tiên, lại là kêu to, mà không phải nghĩ lập tức trở về đánh, cũng chỉ có một mực trong nhà, không có rèn luyện trôi qua người, mới làm được. Khô đến phát ra. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị không khỏi đối với lần này nhiệm vụ càng thêm không ôm hy vọng. Nhạc Tông Viễn đứng linh kiếm bên trên, một tiếng xì khinh bỉ, a à, lãng phí thời gian. Vương Nhị không thèm để ý hắn, tiếp tục nhìn chầm chầm phía dưới hai người, hai người này, khoảng cách thương lan quần khoảng cách, càng ngày càng gần, không cho phép hắn bất cẩn. Phía dưới, sư muội chúng ta tiếp tục đi thôi. Bạch dạ thu cẩn thận linh kiếm, liếc nhìn dần ngừng lại dãy dụ yêu mãn từ tốn nói. Thượng văn tuyết mặt cười bên trên dần dần lộ ra một vệt khó coi vẻ, suýt chút nữa, suýt chút nữa đã bị nuốt. Sư muội À, nhà nhà, sư huynh, làm sao vậy? Thượng văn tuyết cả kinh, quay đầu lại bạch giả lắc lắc đầu vẻ mặt bất biến nội tâm thoáng né qua vẻ thất vọng xem ra chung quy hay là muốn dựa vào chính mình a à, chạm đích hướng phía trước đi đến chúng ta cần phải đi thượng văn tuyết nhìn xoay người bóng lưng môi hơi mím nội tâm né qua một tia hổ thẹn đi theo sát trong lòng quyết định chú ý nhất định phải dũng cảm lên không thể lại kéo sư huynh lui về sau côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía thú rống từng trận hai người làm như vượt qua bắt đầu giai đoạn căng thẳng, từ từ ra dáng thăm dò tiến lên, không hề rơi vào không tên trong cơn kinh hoảng. Vương sư đệ, hà tất lãng phí thời gian đây, lập tức liền phải thương lan quần khu vực, ngươi vẫn là mau để cho bọn họ buông tha đi. Ha ha ha, nhạc tông viễn cất tiếng cười to, nhìn kéo tới yêu cầm, một chỉ điểm ra, linh hoa tỏa ra, phá không mà đi, yêu cầm còn chưa phụ cận, đã bị chỉ điểm một chút bạo. Đứng không trung nhìn tới, Hai người không ngừng ở trong rừng rậm uống lượng tiến lên, mà ở hai người mấy cây số ở ngoài, lít nhà lít nhít thương lan quần ngồi chồm hổng canh giữ ở một chỗ bên trong thung lũng, xa xa nhìn tới, liền làm người không rét mà run. Sắc mặt khó coi nhìn đám kia thương lan, vương nhị lạnh giọng hừ nhẹ, hận không thể chính mình bay qua, đưa bọn họ diệt sạch. Liếc mắt không nói lời nào vương nhị, nhạc tông viễn lại là một tiếng cười gằn, trong lòng thầm mắng, đợi lát nữa liền thu thập ngươi, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi gào gừ xa xa nặng nề to rõ sói tru tiếng truyền đến xuyên thấu mấy dặm chu vi một đám tiểu yêu mang thú cực kỳ run run rẩy rẩy thương lan quần chính là chỗ này phạm vi mấy chục dặm bên trong bá chủ chủ tể tất cả sinh vật quyền sinh quyền sát sư mùi chờ chút bầy sói nên ở ngay gần bạch già dạ lỗ tai hơi động thân thể lúc này dừng lại trầm giọng nói rằng Thượng Văn Tuyết cả kinh, dừng lại thân thể, lập tức không tên có loại căng thẳng kích thích cảm giác quanh quẩn trong lòng, nhẹ giọng nói, sư huynh, vậy chúng ta nên làm gì? Bạch giả cúi đầu trầm tư, trái phải suy nghĩ, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tiên nghiêm nghị, sau đó thở dài, sư muội, đợi lát nữa chúng ta cẩn thận tiến lên, đến bên kia, tùy cơ ứng biến, ta sẽ đi dẫn ra đàn sói chú ý, sau đó chính ngươi cẩn thận, ngươi đi cướp vật thương lan quả. Đương nhiên, hay là cái kia Thương Lang Vương cũng sẽ không bị ta dẫn ra, vì lẽ đó, ngươi khả năng so với ta càng nguy hiểm." Bạch Dạ lời nói một trận, nhìn Thượng Văn Tuyết kiều mặt, ngừng tiếng nói, "Thế nào? Ngươi đồng ý sao?" Hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng hết cách rồi, bọn họ chỉ có hai người, càng không có thời gian dư thừa, càng không có cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể ra hà sách này. Thượng Văn Tuyết trên mặt lộ ra một vệt phức tạp, ngược lại nhất định nàng nghĩ tới rồi trước mắt sư huynh cái kia cứ việc lạnh nhạt vẻ mặt nhưng vẫn nỗ lực tiến lên nghĩ được hàng trưởng lão thất vọng mà tức giận bóng lưng nghĩ được nhạc tông viễn hung hăng dáng vẻ cũng nghĩ đến cái kia bất đắc dĩ vương nhị càng muốn đến bản thân nàng lúc này trầm giọng ngưng lại sư huynh cứ như vậy đi ta có thể bạch già sững sờ còn tưởng rằng nàng sẽ bỏ qua đây lập tức phục hồi tinh thần lại được vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ bất cứ lúc nào lao ra, nên đối mặt, chung quy hay là muốn đối mặt a. À? Nhìn hai người dồn dập hướng về Thương Lan Quần nhào tới, Vương Nhị trong lòng thở dài, hận không thể chính mình thay thế bọn họ xông pha chiến đấu. Trước mắt những này Thương Lan Quần, đối với hắn mà nói, giống như phụ vân bình thường phất tay có thể diệt, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, xác thực khó khăn điểm. Trong tầm mắt, hai người cách bầy sói càng lúc càng gần chỉ còn lại một km thời gian hai người đột nhiên phân tán ra đến bạch dạ chính diện đón thương lan quần mà đi thượng văn tuyết hướng về một khác nơi chậm rãi tới gần nghĩ tới đúng là rất tốt đáng tiếc a à, thực lực không đủ a à. nhạc tông viễn cười nhìn vương nhị âm dương quái khí nói rằng phương pháp này đúng là tu đạo giới thường dùng biện pháp nhưng này cũng phải yêu cầu cái kia dẫn quái người thực lực cường hãn thực lực yếu đi hấp dẫn không được bao nhiêu yêu thú không nói khả năng còn có thể bỏ mình, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhắm lại chó của ngươi miệng. Vương Nhị không có kiên trì lạnh lùng nói, hai con mắt chăm chú nhìn phía dưới, bạch dạ đã chính diện thấy được thương lan quần, có vài con ở bên ngoài du đảng thương lan, đã phát hiện hắn. Lớn mật. Nhạc Tông Viễn lúc này giận dữ, giơ tay một chưởng nghênh đón, bên trên linh quan phân tán, khác nào ngôi sao loại nhỏ bình thường chói mắt. Trước cũng là nhìn, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng hắn, luôn luôn chịu đến tôn sùng đệ nhất chân truyền, nhưng là không chịu nổi. Oanh, không trung một làn sóng rung động, giống như sấm sét giữa trời quan giống như vậy, vang vọng mấy dặm chu vi. Cúc ngay. Vương nhị thiếu kiên nhẫn tay trái nắm chặt, tùy ý một quyền đánh ra, phản phất phạm nhân đùa dẫn bình thường tùy ý. Nhạc tông viễn cười gằn, đây là có cỡ nào bất cẩn, lại dám như vậy không nhìn hắn, đã như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, nhạc tông viễn trong lòng thầm uống, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Không trung linh trưởng đột nhiên tăng số, linh hoa lại tách ra ba phần, từng luồng từng luồng sóng bạc từ không trung trung động mà ra, dưới thân mấy chục mét cao cổ thụ dồn dập ép loan liễu yêu. Oanh, bình thường nắm đấm cùng linh quan phân tán bàn tay lẫn nhau giao kích, đột nhiên trong lúc đó, nổ vang lần thứ hai vang vọng mấy dặm chu vi, càng có vô cùng sức gió quét ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhạc tông viễn vẻ mặt khiếp sợ, một luồng bàn bạc sức lực theo cái kia bình thường nắm đấm truyền đến, bóng người rút lui, bay ra mấy chục mét xa. Đứng lại thân thể, tinh lực trùng não, một luồng buồn máu liền muốn phun ra, nhạc tông viễn cường tự cứng nhắc nhìn xuống, sắc mặt vừa căng hồng mấy phần, giật mình nhìn trước mắt vương nhị, làm sao có khả năng. Hắn làm sao có khả năng một quyền, một quyền liền đem hắn đánh đuổi. Vậy hắn thực lực đến cùng làm sao? Vương Nhị cũng mặc kệ một bên nhạc tông viễn có ý nghĩ gì, thoáng vui mừng nhìn phía dưới biến hóa. Phía dưới, không trung một tiếng vang thật lớn, bạch dạ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ xa xa trông thấy hai bóng người tự hồ muốn động thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, vội vã quay đầu lại, ý thức được đang có bốn con thương lan tại triều hắn đập tới. Định thần vừa nhìn, bốn con thương lan sợ hãi dừng lại đạp động lan chân, thất thố nhìn lên bầu trời, chăm chú dựa vào nhau. Cơ hội tốt bạch dạ ánh mắt sáng lên, linh kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ, bên trên linh quang tỏa ra, kiếm khí phân tán, có kiếm ý lưu chuyển, tỏa ra phong mang khí, đem bay xuống lá cây xoắn thành nát tan. Rào, bạch dạ dùng sức vung lên, ánh kiếm bay lượn, dài một trường kiếm khí phá không xẹt qua, dường như phải đem tất cả xóa bỏ. Bốn con thương lan đột nhiên thú cảm giác cả kinh, nhìn thẳng vào phía trước, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng kéo tới, một giây sau, mất đi ý thức, bốn con khủng bố đầu sói trên không trung nhảy lên không, rơi xuống mà xuống, có ồ ồ thú máu từ cổ bên trên dân trào ra. Xa xa, thương lan trong cốc, đàn sói đều kinh hãi, kinh hoảng nhìn bầu trời, vậy có hai bóng người va chạm giao thủ, có chói mắt hào quang chói mắt tỏa ra. Mà ở ở giữa thung lũng, một cây khác nào cầu lông giống như cây nhỏ bên người, một con khổng lồ thương lan đột nhiên đứng lên, có tới cao hơn 5 mét, giữ tận đầu sói cảnh giác nhìn lên bầu trời mà ở cầu long giống như cây nhỏ trên đỉnh một viên xanh ngắt ướt át trái cây tản ra càng thêm mùi thơm nồng nặc lại là một tiếng nổ vang trung trời càng có cường hãng sức gió bao phủ mà xuống dẫn tới cây nhỏ ào ào vang vọng trái cây phiêu diêu sau một khắc tự như đem rơi xuống thương lan vương thấy vậy đột nhiên gào thét kinh hoảng đàn sói lập tức bạo động dồn dập tự lan trong cốc tuôn ra thương lan vương càng là một bên nhìn kỹ lấy bầu trời một bên cảnh giác bốn phía phá lệ táo bạo, thú tính vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát, gió thổi cỏ lây, tất cả đều dẫn chú ý. Nhìn bốn con lang thi, bạch giả nhất định, lập tức âm thầm hạ quyết tâm, như vậy còn chưa đủ, nhất định phải đem lang vương dẫn ra, sư muội mới có cơ hội. Lúc này lần thứ hai chậm rãi tiến lên, thời khắc chú ý bốn phía, miễn cho bị không biết từ đâu nhô ra đàn sói vây quanh. Một giây sau, bạch dạ đi tới thương lan cốc trước, bỗng nhiên đàn sói tuôn ra, bạch dạ cả kinh, lập tức định thần, căng thẳng nắm chặt kiếm trong tay, nhất định phải nhiều đem Lan Vương dẫn đi, không phải vậy, sư muội không có cơ hội. Tuôn ra đàn sói nhất thời chú ý tới bạch dạ bóng người, cùng bạo Lan mắt lộ ra một tia máu tanh, thoáng chốc, mấy trăm con thương Lan cùng nhau hướng về bạch dạ chạy đi. Bạch dạ sâu sắc thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy, hắn đã làm xong không thèm đến sĩ chuẩn bị. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên một tách ra, có vô tận phong mang kiếm ý dân lên mà ra, trong tay linh kiếm ánh sáng tỏa sáng, linh kiếm vung vẩy, trong cơ thể không nhiều linh lực dân trào ra. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Thương Lan Quả tới tay nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đàn sói cùng bạo, mắt lộ tinh mang, hóa thành lan triều, các bụi cuốn địa giống như hướng về bạch dạ bao phủ mà đi. Đứng lan triều trước, đối mặt từng cái từng cái chảy nước miếng cái miệng lớn như chậu máu, dường như vạn vật cũng bị xé rách giống như vậy, làm người sợ vỡ mật nước. Trong giây lát, bạch dạ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vệt trắng xám, xung thiên kiếm ý từ trên người dân trào ra. Cầm kiếm tay ngọc, càng là trên không trung nhanh chóng bay lượn, một chiêu kiếm lại một kiếm hướng về Lan Triều vung tới, hóa thành từng đạo từng đạo ánh kiếm, lóng lánh thương Lan Cốc. Mà ở mấy chục dặm bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy thương Lan Cốc bên trong phạm vi, có ngút trời kiếm ý bốc lên, có đàn sói gào thét mà lên, ánh kiếm cùng sói tru tranh nhau hô ứng. Mấy chục đạo kiếm hoa, trên không trung đột nhiên tỏa ra, hóa thành dài một trường kiếm khí sống, có mơ hồ kiếm ý lượng lờ, quy lực gia tăng mãnh liệt, dường như phải đem đàn sói chia ra làm hai giống như. Dẫn đầu chạy chậm đàn sói, máu tanh hai con mắt co rụt lại, không nhịn được liền muốn dừng lại, lại bị phía sau lan triều bao phủ mà trước. Chớp mắt, hai cổ dòng lũ đang xen vào nhau, huyết dịch bay lượn, mấy chục đạo đầu sói phóng lên trời, tàn phá lan thi khắp nơi bay lên, càng có vô số chân tay cục xuất hiện ở thương lan cốc trước. Thương lan mạnh mẽ thân thể, ở kiếm ý lượng lờ ánh kiếm trước mặt, như yếu ớt đậu phụ giống như vậy, ung dung bị cắt ra. Sau một khắc, ánh kiếm lần thứ hai hướng phía dưới nhào tới, làn sóng triều động, lần thứ hai trên đỉnh ánh kiếm, móng vuốt sói múa, có mơ hồ linh quang lấp lóe, lẫn nhau giao kích, ánh kiếm một trận, lần thứ hai đem móng vuốt sói cắt ra, như vậy tuần hoàng đền đáp lại, ánh kiếm dần dần tiêu tan. Bạch dạ miệng lớn thở hỗn hỉnh, hai con mắt thoáng ảm đạm, mang theo một tia mệt mỏi nhìn phía trước người. Tại tiền phương mấy chục mét ở ngoài, phản phất biến thành một chỗ địa ngục, bên trên tứ chi trải rộng, lan thi tàn tạ, tà, đầu sói dữ tợn, vết trạng nước trải rộng, ngầm đen thổ địa hóa thành màu máu, bị lan máu nhuộm dần, tản ra từng sợi tinh lực. Mấy trăm con thương lan nghỉ chân không trước, nhìn phía trước hóa thành tàn thi đồng bạn, phía sau thương lan không khỏi nhất thời kiên kỵ nhìn bạch dạ. Không trung không ngừng tràn ngập máu tanh, lại không ngừng kích thích chúng nó thú tính, dẫn tới một đám thương lan nhe răng trợn mắt nhìn bạch dạ, hai con mắt tản ra khát máu hồng quang. Làm rất khá. Vương Nhị dùng sức vung lên, khuôn mặt hưng phấn, dường như là hắn đạt được đại thắng. Lập tức, lại là công lên, không khỏi lần thứ hai lo lắng, đầu kia thương lan vương rốt cục chú ý tới bạch dạ, hướng về hắn đi đến. Nhìn đâm chọc kiếm mà đứng bạch dạ, vương nhị âm thầm lo lắng, lập tức, thời khắc then chốt liền muốn đến rồi, thành bại ở đây một lần. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đập xuống đi cứu viện, đương nhiên, hắn cũng không hy vọng thời khắc này đến, bởi vì khi hắn đập xuống đi thời gian, chính là bọn họ nhiệm vụ thất bại thời gian. Bị đánh lui nhạc tông viễn, ứng hồng sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, kiên kỵ nhìn vương nhị, công lên phía dưới tình hình trận chiến, lại lần nữa xem thường, dết hơn trăm đầu thương lan thì lại làm sao, thương lan vương xuất thế, lại há lại là hắn một bạch dạ có khả năng chặn được. Chống đỡ được thì lại làm sao? Ngược lại, không lấy được thương lan quả, kết quả cuối cùng vẫn là nhiệm vụ thất bại, hai người mất đi tiến vào bên trong ngọn núi tư cách. Cho tới thượng văn tuyết, nhạc tông viễn nhìn trốn ở một bên nàng, càng thêm xem thường, miệng lưỡi bén nhọn đồ, liền con phổ thông yêu mãn đều sợ, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có điều. Nhìn sắc mặt sốt ruột vương nhị, nhạc tông viễn sắc mặt âm trầm, quan trọng nhất vẫn là cái tên này a à, thực lực cư nhiên như thử mạnh, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Thường Văn Tuyết trốn ở phía trên thung lũng, lo lắng nhìn Bạch Dạ, khá là ấy nấy, sư huynh, thật xin lỗi. Nàng cũng muốn ra tay, đem bên dưới thung lũng đàn sói hết thảy đều diệt. Thế nhưng hết cách rồi, nàng không thể bại lộ thực lực. Không phải vậy, dù cho nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, dưới thân đàn sói lại há có thể ngăn được nàng. Lập tức ánh mắt nhất định, cầu lòng giống như cây nhỏ cái khác Thương lan Vương di chuyển, bị Bạch Dạ trùng thiên kiếm ý hấp dẫn cùng bạo trong tròng mắt tràn đầy hung lệ thượng văn tuyết vội vàng chuẩn bị kỹ càng xinh đẹp trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt kiên định linh răng cắn chặt trong cơ thể linh lực thủ thế chờ đợi hung tàn nhìn chầm chầm bạch dạ đàn sói đột nhiên như thủy triều tản đi lùi đến hai bên nhường ra một cái rộng rãi đường cái bên trong một con cao hơn 5 mét một thân thương màu xanh cự lan từng bước một đi ra cả người tản ra phệ nhân khí tức màu đỏ tươi hai con mắt tràn đầy cùng bạo hung tận nhìn chầm chầm nơi xa bạch dạ. Bạch dạ tâm thần đột nhiên nhấc lên, nắm thật chặt trong tay linh kiếm, đến rồi, kế hoạch thành công một nửa, thế nhưng không thể gấp, vẫn chưa thể gấp. Gào gừ, có thương lan vương ở trước người, rất nhiều thương lan không khỏi dồn dập gào thét mà lên, to rõ lan rống lần thứ hai vang vọng chúng nó lãnh địa. Đáng chết! Vương nhị đem dưới thân đích tình cảnh thu hết đáy mắt, không khỏi tức giận mắng. Đầu kia thương lan vương lại không có trực tiếp vô tới, mà là cảnh giác đứng thương lan cốc trước, chỉ là dùng màu đỏ tươi hai con mắt mạnh mẽ dừng ở bạch dạ. Thời khắc này, thành công phản phất đang ở trước mắt, nhưng là ngành xanh xanh đít cắm ở nơi đó, điều này làm cho vương nhị vạn phần cáu kỉnh, thật hận không thể một quyền đưa nó ném thành thịt nát. Nhạc tông viễn thấy thế nở nụ cười, cũng không dám cười lên tiếng, chính là lặng lặng chờ ở phía xa. Bạch dạ chăm chú nhìn kỹ lấy thương lan vương, bất cứ lúc nào đã làm xong lùi lại chuẩn bị đáng tiếc chờ mãi vẫn như cũ không gặp thương lan vương có bất kỳ động tác tiếp theo một cái chớp mắt thương lan vương một tiếng gào thét đàn sói gào thét phụ họa bạch dạ còn tưởng rằng thương lan vương phải ra khỏi đánh vạn vạn không ngờ tới ngược lại là đàn sói lần thứ hai đánh tới vượt qua cái kia máu tanh địa ngục hướng hắn tấn công tới bạch dạ thất vọng rồi chốc lát lại lần nữa tỉnh lại đi biểu hiện căng thẳng nguy hiểm nhất thời điểm đến rồi, Thương Lan Vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất kích, nhưng hắn nếu như hiện tại lui lại, Thương Lan Vương nói không chắc liền thật sự không ra ngoài, vậy bọn họ nhiệm vụ liền đem triệt để thất bại. Cảm thụ lấy trong cơ thể không nhiều linh lực, bạch dạ hít một hơi thật sâu, trên mặt tái nhật lộ ra một vệt tàn nhẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hướng về đàn sói công tới. Nhìn thân đơn bóng chiếc bạch dạ, nhào vào đàn sói bên trong chém giết thường văn tuyết tâm tính thiện lương một phen co rúm như mặt nước hai con mắt không khỏi nổi lên một vệt ửng đỏ không nhịn được muốn xuống cùng hắn kề vai chiến đấu nhưng nghĩ tới nhiệm vụ lần này bất đắc dĩ cúi đầu xuống nhưng trong lòng đối với nhạc tông viễn đối với phù thiên phong sự thù hận nhưng là vũ phát sâu hơn linh kiếm múa bạch dạ ở đàn sói hoàng tứ bên trong tràn trọc xê dịch thỉnh thoảng có ánh kiếm lóng lánh nương theo lấy huyết dịch bay lượn thương lan tuy rằng đơn thể thực lực không kịp nhưng số lượng thực sự đông đảo. Trong chốc lát, vết thương trải rộng, sạch sẽ sạch sẽ áo bào trắng trách nát, cả người vết máu, vừa có hắn, cũng có thương lan. Nháy mắt, thương lan vương màu đỏ tươi hai con mắt sáng ngời, tráng kiện lùi về sau đột nhiên dùng sức, thổ địa nổ tung, vết trạng nứt khắp nơi. Thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua, không khí bị đè ép gào thét, khí lưu cùng bạo chung quanh múa, có thương lan bị miễn cưỡng bức lui bạch dạ trầm tĩnh như nước hai mắt, nhất thời sáng ngời, muốn thành công. Sắp khô cạn linh lực đột nhiên từ trên người tỏa ra, kiếm ý bốc lên, máu đen trải rộng trên mặt, đột nhiên bay lên một vệt thần thánh vẽ, trong miệng thở nhẹ. Kiếm lên thanh liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh kiếm bên trên một vệt nhàn nhạt ánh sáng xanh lục lóng lánh, một đóa to bằng lòng bàn tay thanh liên tỏa ra, hướng về đập tới thương lan vương vạch tới, tốc độ cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Quanh nổ tung đột nhiên vang lên, kinh khủng sóng trùng kích từ không trung bao phủ tới, vây quanh bạch già dạ đàn sói thoáng chốc bị trùng cuốn mà đi, rên rỉ ngẹn ngào liên tiếp. Bạch già dạ sắc mặt cấp tốc chuyển thành trắng xám, thân thể cũng là bị sóng trùng kích xung kích, hóa thành đạn pháo hướng về mấy chục mét ở ngoài nhào tới. Gào Gư yên vụ tiêu tan, lộ ra thương Lan Vương bóng người, thương màu xanh thân thể bên trên vết máu trải rộng, mạnh mẽ hai con chân trước bên trên càng là có câu đạo sâu thấy được tận xương vết thương hiển lộ giữ tận khắp khuôn mặt là tức giận cùng bạo thú tính đột nhiên từ trên người tỏa ra lập tức liều mạng liền hướng về bạch dạ bay ra ngoài phương hướng nhào tới nó nổi giận phải đem nhân loại kia xé thành mảnh vỡ phía trên thung lũng thượng văn tuyết hai mắt sáng ngời nhất thời nhào xuống phiên phiên dáng người giống như con bướm giống như mềm mại tao nhã tốc độ cũng là không chút nào chậm trong nháy mắt liền đi tới trăm mét xuống núi cốc bên trong mà giờ khắc này bên trong sơn cốc chỉ có vẻn vẹn mười mấy con thương lan bảo vệ ở đây nhìn thấy đột nhiên rơi xuống từ trên không bóng người thương lan nhất thời gào thét lên một bên hướng về bóng người nhào tới hư Cút. thượng văn tuyết quát nhẹ trong tay đột nhiên linh quang tỏa ra hóa thành mấy cổ hướng về kéo tới thương lan đánh tới thoáng chốc thương lan phản phất như bị sét đánh hơn hai mét đại thân thể bay ngược mà ra đập xuống đất một bộ tiếng vào khí so với khí thiếu dáng vẻ. Thường văn tuyết không chút nào làm phiền, nghĩ đến sinh tử chưa biết bạch dạ, lúc này hướng về thương lan quả mà đi, trong thời gian ngắn, đi tới cầu lông giống như cây nhỏ bên, một cái lấy xuống bên trên càng xanh tươi ướt ác thương lan quả. Xa xa, đập ra đi thương lan vương đột nhiên nghe được phía sau sói tru, thoáng chốc dừng lại thân thể, đột nhiên chạy trở về, một bên phát sinh vô tận phẫn nộ chi rống. Thương lan quả tới tay, xa xa thương lan vương tiếng gạo liền truyền tới, thượng văn tuyết không chút nào sợ, thân thể mềm mại, giống như chuồng chuồn giống như vậy, ở vách núi vách núi treo leo bên trên nhẹ chút, chốc lát liền đi tới trăm mét cao vách núi bên trên. Mà phía sau, thương lan vương đã về tới thương lan cốc trước, thấy được thượng văn tuyết bóng người. Nhất thời liều mạng đuổi tới, vô tận cùng bạo khí tức càng là tùy ý tùy ý, vô số phong nhận hướng về thượng văn tuyết vung tới. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Người khốn nạn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rầm rầm rầm, phong nhận bay lượn, hóa thành cuồng bạo bom giống như, cuồng quanh loạn tạc, mọi chỗ hố đất bị nổ tung mà ra, trăm mét cao vách núi, càng là rơi thạch cuồn cuồn, bên trong sơn cốc thương lan bay cũng tự như giống như đoạt mệnh mà ra thương lan vương màu đỏ tươi hai con mắt càng thêm cuồng bạo dường như giống như bị điên thẳng hướng thượng văn tuyết truy kích mà đi nhảy một cái chính là khoảng cách mấy chục thước cứ việc mỗi một cái vượt qua hạ xuống cũng là lớn cổ dòng máu phun đúng chạy chạy mau nhanh hơn chút nữa a à, vương nhị hưng phấn đứng linh kiếm bên trên dùng sức vung vẩy dường như về tới một đời trước xem so tài lúc loại kia cảm xúc mãnh liệt hắn là vạn vạn không ngờ tới tiểu ma nữ này cư nhiên như thử ra sức. Khi hắn nhìn thấy mười mấy đầu thương lan đánh về phía nàng lúc, hắn là nản lòng thoái chí, trong cơ thể biển lớn ngập trời giống như linh lực, càng là thủ thế chờ đợi, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới, cái kia mười mấy đầu thương lan, lại ở trong tay nàng dường như đồ chơi giống như mềm mại, không một chút nào như lúc trước bị trình túc chi đánh bại, bị yêu mãn sợ đến tay chân lúng cuốn tiểu ma nữ kia. Nhìn dưới thân, giống như linh điệp giống như bay lượng chạy trốn thượng văn tuyết vương nhị cười càng sáng lạn thực sự là kinh hỷ vạn phần a xem ra nhiệm vụ lần này rất có thể thành công a tâm tình thật tốt bên dưới vương nhị quay đầu lại liếc mắt nhạc tông viễn chỉ thấy hắn khuôn mặt không thể tin được vẻ mặt dữ tợn dường như thấy quỷ hư trước tiên không tính toán với ngươi chờ một lúc lại trừng trị ngươi vương nhị quay đầu lại nhìn thương lan vương cũng không có truy đuổi trên dấu hiệu lúc này mới phóng tầm mắt tới đi bạch dạ cũng không biết hắn làm sao vậy ánh mắt thăm dò bởi vì thương lan vương gào thét toàn bộ thung lũng thương lan đều bị gọi đi đầy khắp núi đồi xem hướng về phía trộm đi thương lan quả thượng văn tuyết bạch dạ cũng bởi vậy may mắn còn sống sót không phải vậy sợ là mạng nhỏ lâm nguy ở mấy viên cây cối khuynh đảo khe nhỏ dưới một ít đổ vết máu thấm ướt thổ nhưỡng mà ở vũng máu bên cạnh thình lình chính là bạch dạ bóng người giờ khắc này bạch dạ sắc mặt trắng bệch không có chút hồng hào giống như ác quỷ giống như khủng bố trong miệng càng là thỉnh thoảng có máu tươi tuôn ra làm cho hắn vũ phát suy yếu cả người càng là sụi lơ tựa ở phía sau gốc cây bên trên tứ chi vô lực ánh mắt ảm đạm không hề trước đây bạch y tung bay tuyệt thế kiếm khách khí nghe bên tai truyền tới cùng loạn tiếng kêu cùng với không có một chút nào thương lan đến đây tập kích bạch dạ không khỏi nở nụ cười xem ra sư muội là thành công a à. ho khan một cái bạch dạ trên mặt tái nhật lần thứ hai ho ra miệng lớn máu tươi nhưng không hề thống khổ trái lại có rõ ràng ý cười sau một khắc bạch dạ hai mắt nhắm lại giang nàng ngồi khoanh chân hắn muốn khôi phục sẽ ở bên này tiếp tục chờ đợi dù cho không có thương lan đến đây ngoài hắn ra yêu thú cũng sẽ bị tinh máu hấp dẫn mà tới Ô ô linh khí từ chu vi tụ mà đến tràn vào trong cơ thể nhưng này tràn vào linh khí nhưng phản phất lưỡi dao bình thường quát rơi mà xuống, bạch dạ không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Cái này cũng là không có cách nào, kiếm kia lên thanh liên còn cũng không phải hắn bây giờ có khả năng sử dụng, mà bây giờ cả người kinh mạch bị hao tổn, chính là hắn sử dụng đánh đổi. Nhìn linh khí phun trào phương hướng, vương nhị không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên, không hổ là hắn coi trọng người, như vậy cũng không chuyện. Nhạc tông viễn tự nhiên cũng chú ý tới cái kia linh khí phun trào, giống nhau trước đây ở trước mặt hắn khôi phục. Làm sao có khả năng? Nhạc tông viễn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn làm sao có khả năng không chết? Không khỏi nhìn lại xa xa chạy nhanh chóng thượng văn tuyết, càng thêm bực mình, lại thật sự để cho bọn họ hoàn thành. Trên cổ gân xanh mơ hồ nổi lên, song quyền càng là cuốn rồi lại chặt, nhìn trước người vương nhị bóng lưng, hận không thể ra tay đánh nhau, nhưng mỗi khi nghĩ đến chỗ này, trên cánh tay đau đớn liền đem tỉnh lại, nói cho hắn, ngươi, không phải là đối thủ. Tùng Lâm trong lúc đó, Thượng Văn Tuyết trên mặt mang theo vui sướng, bóng người di chuyển nhanh chóng, trong cơ thể lăng linh lực so với ba ngày trước tăng trưởng một đoạn dài. Mà này, chính là cái kia mười mấy đầu thương lan không chịu được như thế một đòn nguyên nhân, không phải chúng nó yếu, là nàng, mạnh hơn. Cũng không biết sư huynh thế nào rồi. Có điều, sẽ không có vấn đề đi, Thượng Văn Tuyết một bên chạy, một bên ở trong lòng nghĩ, muốn quay đầu đi thăm dò xem một phen, lại rất sợ đem phía sau mấy trăm con thương lan dẫn đi qua, sư huynh không chịu nổi. Quên đi, ta còn là mau mau đi ra ngoài đi, như vậy, tên khốn kia thì có thể ra tay rồi. Nghĩ đến chỗ này, thượng văn tuyết bóng người nhanh hơn nửa ba phần, dường như một cơn gió bình thường mềm mại, từ cây cỏ bên trên nhẹ chút nhảy vọt qua, thoáng qua xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Gào gừ, phía sau thương lan vương cùng bạo gào thét, theo sát không nghĩ thú mâu bên trong là vô tận lửa giận, dọc theo đường cây cối hoa cỏ, càng bị điên cuồng đập bay, bị gió nhận hủy diệt. Mấy trăm con thương lan càng là theo sát phía sau, chạy chồng lên giống như loại nhỏ thú triệu giống như vậy, thành thế kinh người, bao phủ tất cả. Ven đường đông đảo yêu thú càng là mắt lộ ra kinh hoảng, thất kinh, chung quanh tán loạn. Ven đường càng là không biết bao nhiêu hoa cỏ chim muôn bị lửa giận cháy bụng bầy sói thuận lợi tiêu diệt. Đứng trên bầu trời vương nhị, hơi nhếch khóe môi lên lên, linh kiếm thoáng chốc bay lượn, từ nhạc tông viễn bên người xẹt qua, ta xuống chuẩn bị ra tay lạc. Lần này, ngươi tổng sẽ không không cho phép đi. Ha 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 ha. Nói xong, vương nhị cười to mà qua, cũng không đợi hắn đáp lại, hóa thành lưu quan, hướng về thập vạn đại sơn mép sách, lệ sách mà đi, chỉ cần một chờ thượng văn tuyết bước ra thập vạn đại sơn, chính là bọn họ nhiệm vụ hoàn thành thời gian, cũng chính là hắn ra tay thời gian nhạc tông viễn ánh mắt tối tăm nhìn vương nhị bóng lưng hai tay nắm chặt cuồn cuộn linh lực phun trào phản phất sau một khắc liền muốn ra tay mấy trăm mét ở ngoài là rộng lớn vô ngần đại địa có chói lóa mắt sáng rỡ càng có một bóng người đứng ở đó một bên chờ nàng thượng văn tuyết vui mừng kêu to lên khốn nạn ta hoàn thành nhiệm vụ ta hoàn thành nhiệm vụ dưới chân tựa hồ cảm nhận được vui sướng bay lượng tốc độ lại lần nữa nhanh hơn mấy phần hướng về gần ngay trước mắt đít bay đi vương nhị mới bắt đầu nhìn bóng người kia còn thật vui vẻ chờ nghe được cái kia la lên nhất thời mất hết cả hứng thật muốn chạm đích rời đi bất đắc dĩ thở dài quả nhiên a à, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ bất biến mùi vị sau một khắc vương nhị đồng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại quay về chạy tới tiểu ma nữ nhất thời trống to chạy mau thượng văn tuyết sững sờ theo bản năng lần thứ hai nhanh hơn điểm tốc độ nhưng cũng chỉ là nhanh hơn như vậy một tia. Phía sau, nhìn sắp chạy ra thập vạn đại sơn phạm vi tên trọng, thương lan vương tuyệt vọng, cùng bạo hai con mắt sau đó chớp mắt nổi lên mấy phần màu máu, khổng lồ thân hình đột nhiên bành trướng mấy phần, thương làn da màu xanh càng là từng tất từng tất da bị nẻ, từng tia từng tia máu tươi bạo giật mà ra. Oanh, chớp mắt, hơn trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt kéo lên một nửa, lại là trong nháy mắt, sắp gần ngay trước mắt phản phất thân bắt là có thể chạm đến. Phía sau chạy chậm đàn sói đột nhiên đình chỉ, làng màu bên trên dồn dập toát ra một tia bi thương, nhìn về phía trước bị sương máu vây quanh bóng người, đó là chúng nó vương, chuẩn bị chịu chết. Mau mau nhanh, vương nhị căng thẳng nhìn còn có mấy chục mét xa tiểu ma nữ, lòng tràn đầy căng thẳng, tự nhiên buông xuống tay phải, nằm ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay mơ hồ có ngũ quan gần sống, năng lượng cùng bạo như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, thượng văn tuyết phía sau lưng cả kinh, một luồng cuồng bạo cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh, lập tức liền muốn đuổi tới bóng người của nàng, nhất thời tâm thần khiếp sợ, đó là thương lan vương đuổi theo tới. Làm sao có khả năng? Oanh, thanh phong giống như phong nhận, hóa thành máu đỏ tươi nhận, tản ra hừng hực tinh lực, bay lượng mà đi, Đau máu ven đường nơi, càng là cây cỏ khô héo, thật giống như bị cướp đi tinh khí. Mà ở đau máu mặt sau, là bị tự thân sương máu gói hàng thương lan vương, hai con mắt bên trong hiển lộ hết điên cuồng, lao thẳng tới mà đi. Trong lòng báo động trước càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên nháy mắt nổ tung, thượng văn tuyết lúc này chạm đích, hai tay bên trong nhàn nhạt ánh bạc bắn ra tạo thành một đạo bình phong. Bình phong vừa thành hình, đau máu lập tức mà tới, một luồng gió tanh tùy theo mà tới. Đau máu nổ tung, màu bạc bình phong nát tan, tiếp theo một cái chớp mắt, thương lan vương đuổi theo, khổng lồ mà sắc bén móng vuốt sói chặt vung mà lên. Không trung bay ngược thượng văn tuyết mắt nhắm lại, đầu co rụt lại, thảm. Nhưng bên tai, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, chết đi cho ta. Oanh, năm màu linh cầu đột nhiên từ trong tay phá không mà đi, cùng theo sát lấy truy kích mà đến thương lan móng vuốt đụng vào nhau, ánh sáng phân tán, dường như ngôi sao nổ tung, mạnh mẽ đem thập vạn đại sơn nổ ra một đạo trăm mét đại chỗ hỏng vô tận tiếng gió hú ở vang lên bên tai thượng văn tuyết nhưng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũng tổn thương gì cũng không có gió êm sóng lặng lúc này tò mò mở hai mắt ra một đôi kích động mà lại thâm thúy ngâm đen con mắt đập vào mi mắt mặc nhìn qua tựa hồ có như vậy một điểm nhỏ tiểu nhân nhỏ bé đẹp trai tiếp theo một cái chớp mắt thượng văn tuyết đột nhiên ý thức được là ai một tiếng thét kinh hãi a à, vương nhị hơi ngưng lại nhẹ buông tay phù phù lại là một tiếng kêu thảm. Khốn nạn, ngươi làm gì thế? Thượng văn tuyết bị đau ngồi dưới đất, ngẩng lên mặt cười bên trên tràn đầy lửa giận. Tên khốn này, không chỉ sàm sở nàng, còn muốn vứt nàng. À, ha ha, vương nhị lúng túng gãi gãi đầu, nghiêng miệng, sau một khắc, ngươi ở đây chờ, ta đi tiếp. Đón bạch dạ. Thượng văn tuyết sững sờ, lập tức giận dữ, nhìn cái kia chạy nhanh chóng bóng người, quát lớn, ngươi khốn nạn động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Hắn sẽ không chết chứ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, vương nhị bay cũng tự như bay nhanh, trên mặt vừa có tia tiểu hưng phấn, cũng có vẻ lúng túng. Còn rất nhẹ. Vương nhị cúi đầu, cười nhìn hai cái tay của mình, lập tức lại lắc đầu than nhẹ loại ý nghĩ này không thể có a à. vèo dứt lời bóng người từ biến mất tại chỗ cách mỗi ngoài mấy chục thước chính là một cái bóng mờ sinh thành lại từ từ biến mất nồng nặc huyết tinh chi khí chung quanh mê man dần dần vượt trên một chút yêu thú đối với thương lan quần hoảng sợ từ từ hướng về vùng này tới gần bên trong tàn thi khắp nơi vô số lan máu bao trùm tại đây một khu vực liền không khí cũng bắt đầu tràn ngập một chút hồng hào vèo vèo vèo, một đạo màu đen cái bóng ở cổ thụ bên trên trằn trọc nhảy, không ngừng hướng về vùng này tới gần. Đột nhiên, bóng đen một trận, dừng ở cổ thụ bên trên, hiển lộ ra bóng người, nghiễm nhiên chính là một con liệp ảnh yêu báo. Yêu dị hai con mắt không ngừng nhìn quét, phấn hồng đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp, tham lam nhìn này một mảnh máu tanh nơi. Đột nhiên, liệp ảnh yêu báo ánh mắt dừng lại, ở trước người cách đó không xa, mấy viên khuynh đảo đại thụ lẫn nhau chồng chất cùng nhau, linh khí trong trời đất, cuồn cuộn không ngừng tràn vào, càng là có mỹ vị huyết tinh chi khí truyền ra. Nhất thời, yêu báo ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, thân thể thấp phục, trong nháy mắt một nhảy, dường như ẩn thân giống như vậy, trốn trong bóng ma, hóa thân làm một cái gai khách ở trong bóng tối cất bước. Ở trên không khích bên trong, Bạch Dạ biểu hiện có vẻ một tia đau khổ, cứ việc có linh khí không ngừng tẩm bổ, nhưng bị tổn thương mạch lạc hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tốt đẹp tiếp theo một cái chớp mắt bạch dạ tâm thần cả kinh đột nhiên mở hai mắt ra nắm chặt trong tay linh kiếm cảnh giác nhìn duy nhất lối vào có đồ vật đang đến gần lập tức bóng đen giống như u vụ chậm rãi từ lối vào bay vào che chắn tầm mắt từ từ trôi về ngồi dựa vào bạch dạ lặng yên yêu báo không hề tiếng động đứng khuynh đảo cổ thụ bên trên theo lối vào trông thấy bạch dạ trong mắt nhất thời u quang lấp lóe con mồi mỹ vị a thế nhưng da thịt mơ hồ đâm nhói, để yêu báo không dám dễ dàng tiến vào bên trong cái kia không gian nhỏ hẹp. Nhất thời, sắc bén móng bên trong u quang lóe lên, vài đạo bóng đen chi nhận ở u trong xương bay lượng tiến lên. Hí, bạch dạ cảnh giác, đột nhiên dơ lên linh kiếm che ở trước người, nhất thời liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể, rền lên một tiếng, tùy theo mà đến chính là linh kiếm bên trên va chạm giao kích. Nhìn lần thứ hai tràn ra ngụm máu lớn bạch dạ, yêu báo đại hỷ, liền chuẩn bị dở lại trò cũ phía sau lại đột nhiên truyền đến âm thanh ở đâu ra không sợ chết con báo đảm thật là lớn a à? vương nhị khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng đưa tay đặt ở yêu báo cổ bên trên xoa xoa trên tay truyền đến một luồng nhu thuận cảm giác gào yêu báo cả kinh đột nhiên muốn nhảy lên lại bị trên cổ sức lực vững vàng khống chế không nhúc nhích được tùy theo mà đến chính là vô hạn khủng bố lệnh yêu báo một cử động cũng không dám là sư huynh sao? Bên trong, bạch dạ vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, cường nhất lên khẩu khí, suy yếu hỏi. Ha ha, sư đệ, là ta, vương nhị một cái tay đè lên trượng dạy yêu báo, một bên cười nói, thương thế của ngươi còn thật. Sư huynh, có chút nghiêm trọng, ta hiện tại di động không được. Bạch dạ như nói thật nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chồng chất cổ thụ hóa thành bay ảnh, một viên tiếp theo một viên bị đá bay, long lanh tia sáng chiếu rọi đến trắng xám không có chút hồng hào bạch dạ trên người. Vừa vặn bắt được một con yêu báo, ngươi phải dựa vào ở trên người nó đi, vương nhị khóe miệng mỉm cười, lập tức cúi đầu nhìn yêu báo, một cái tay khác đùng đánh đi tới, có nghe hay không, ngoan ngoãn thồ sư đệ ta đi ra ngoài, ta sẽ tha cho ngươi. Ô, yêu báo có thể linh nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn vương nhị, to bằng nắm tay con ngươi trên có mơ hồ nước mắt trạch, oan ức mà vừa sợ gật gật đầu yêu thú hóa linh kỳ chủ yếu là mở ra linh trí tu luyện, hình thành yêu đan, mà yêu báo, tương đương với uẩn linh kỳ 4, 5 năm thực lực, sớm đã có bình thường 10 tuổi hài tử có linh trí, tự nhiên nghe hiểu được vương nhị lời nói. Bạch dạ trên mặt tái nhật không khỏi hiện lên một vệt ý cười, chính mình người sư huynh này, quả nhiên thực lực sâu không lường được a. À. Tầm thường yêu thú cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, chỉ có chân chính để chúng nó cảm thấy một trời một vực giống như trên lệch mới có thể chịu thua không phải vậy, cho dù là chết, cũng sẽ không phục tùng. Lên đi, vương nhị sờ sờ nhu thuận gia báo, vung tay lên, bạch dạ trôi nổi mà lên, rơi vào yêu báo rộng rãi trên lưng. Lập tức, hai người một báo ở trong rừng rậm vượt qua, qua lại, cũng không lâu lắm, thập vạn đại sơn mép sách, lề sách có thể thấy rõ ràng. Đem bạch dạ từ yêu báo trên người gỡ xuống, vương nhị rồi mới hướng yêu báo nói rằng, ngươi đi đi nghe vậy yêu báo bay cũng tự như chạy trốn cũng không quay đầu lại dường như có đại khủng bố ở phía sau truy đuổi sư huynh thương thế của ngươi có nặng hay không a à, thượng văn tuyết thấy thế nhất thời không còn trận lên giận dữ nhìn vương nhị trạng thái lo lắng nhìn bạch dạ tràn đầy tự trách nói đều tại ta là ta không tốt sư muội không có chuyện gì cái này cũng không trách ngươi hơn nữa ngươi cũng không thành công lấy được thương lan quả trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao Bạch dạ nhật nhạt nở nụ cười, động viên nói. Thượng văn tuyết vẫn như cũ tự trách nhìn bạch dạ, nếu như nàng không ẩn giấu thực lực, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không được thương nặng như vậy. Được rồi, các ngươi cũng không cần đẩy tới đẩy lui, đây cũng không trách các ngươi. Nhìn cái kia yêu báo từ từ bóng lưng biến mất, vương nhị lúc này mới cười quay đầu lại, một bên khuyên đến. Các ngươi nên cao hứng, hoàn thành nhiệm vụ, không để cho người nào đó vào nguyện, phá vỡ người nào đó ảo tưởng. Hừ. Thượng văn tuyết một tiếng trên rỉ, quay đầu lại chính là trừng một chút, cho ngươi món nợ còn không có tính với ngươi đây, lại dám vứt ta. Vương nhị nhất thời lúng túng nở nụ cười, sờ sờ mũi, không tên chột dạ nhìn tiểu ma nữ. Sư huynh, vậy thì trở về đi thôi. Thấy thế, bạch dạ xuyên vừa nói nói. Đúng đúng đúng, nhanh đi về, vương nhị lúc này phụ họa, quả nhiên không nhìn lầm bạch sư đệ, còn biết giúp hắn giải vây, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một trận, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chờ một chút, còn có chuyện không làm. Cái gì? Hai người kinh ngạc nhìn Vương Nhị, tràn đầy nghi hoặc. Vương Nhị tà tà nở nụ cười, các ngươi ở đây chờ. Dứt lời, Vương Nhị bước lên linh kiếm, vừa bay ngút trời. Nhạc tông viễn mơ hồ không ổn nhìn hướng chính mình dựa vào tới được lưu quan, nghiêng về một phía lùi, một bên hét lớn, Vương Nhị, ngươi nghĩ làm gì ta cho ngươi biết ta nhưng là phù thiên phong đệ nhất chân truyền ngươi nếu dám đánh ta sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi các ngươi thanh vân phong không chịu nổi chúng ta phù thiên phong trả thù vương nhị xem thường hưng phấn đánh gãy chớ cùng ta xé những này có bản lĩnh liền đến đấu một trận tiểu gia ngày hôm nay không đánh ngươi đầy mặt nở hoa ta cũng không tin vương dứt lời phi kiếm lần thứ hai hóa thành lưu quang Hướng về Nhạc Tông viễn đuổi theo. Nhạc Tông viễn đồng tử, con ngươi ngưng lại, nhất thời cũng không nói lời nào, chạm đích hết tốc lực điều động phi kiếm chạy trốn. Vèo vèo, hai đạo lưu quang trên không trung không ngừng xẹt qua, phía sau đạo kia lưu quang nhưng khoảng cách trước một vệt sáng càng lúc càng gần. Trên mặt đất, bạch giả tháng phục, sư huynh mạnh như vậy sao? Đuổi theo phù thiên phong chân truyền đánh. Không phải nói hắn là đương đại trong các đệ tử đệ nhị cường sao? Thượng Văn Tuyết nhảy nhót trên đất nhảy lên, thanh xuân khí tức tràn trề, khốn nạn mau đuổi theo mau đuổi theo a, à, cho ta hung hăng đánh hắn, đánh hắn. Đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Một bên Bạch Dạ khóe miệng vừa kéo, người sư muội này, thật sự thật là to gan a. À. Ngươi trốn sao ngươi, Vương Nhị khóe môi nhếch lên ti cười gằn, nhìn không ngừng rút ngắn bóng người, kêu gào nói. Nhạc Tông Viễn thỉnh thoảng quay đầu lại, vũ phát căng thẳng trên trán càng là không khỏi bốc lên một tia mồ hôi, con mắt bên trong tràn đầy kinh hoảng cùng phẫn nộ. Cho ta dừng lại. Khoảng cách rốt cục trúc ngắn đến trăm mét, vương nhị nhất thời vui vẻ, bàn tay đột nhiên hướng phía trước vỗ một cái, phía trước trăm mét không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, mạnh mẽ đập xuống, giống như đập con ruồi. Đáng chết. Nhạc tông viễn ánh mắt co rụt lại, đột nhiên quát mắng, lập tức cũng là song trưởng đẩy ra hai đạo linh lực tạo thành bàn tay tiến lên nghênh tiếp. Đáng tiếc, hắn hai đạo linh lực bàn tay lớn hợp lại cũng không có vương nhị một nửa đại. Oanh, ba trưởng tương giao, không trung lại là một tiếng trung mạnh, giống như sáng lạng khói hoa nở rộ. Một bóng người đột nhiên từ khói hoa bên trong rơi, tốc độ cực nhanh, dường như sao băng, trên không trung kéo dắt ra một cái thật dài khí lưu. Oanh, nơi xa mặt đất đột nhiên nổ vang, mặt đất chấn động, bắn lên một nắm bụi bặm sư huynh hắn sẽ không chết chứ bạch dạ kinh ngạc nhìn xa xa bốc lên yên vụ quay đầu hỏi không có chuyện gì không chết được hắn không đơn giản như vậy vương nhị cười nhạt nhẹ như mây gió không mang theo một tia pháo hoa khí tức hừ chết rồi cũng xứng đáng gọi hắn như thế khiêu khích thường văn tuyết mũi ngọc tinh xảo nhéo một cái hừ nhẹ nói ha 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 đi thôi đi thôi sư đệ của ta các sư muội vương nhị cười to chốc lát hai đạo lưu quang bay lên vương nhị cổng lấy bạch dạ thượng văn tuyết một thân một mình ba người bay bay dừng một chút rốt cục vẫn là chạy về càng nguyên tông chỉ còn dư lại mặt đầy oán hận nhạc tông viễn qua thời gian thật dài mới từ hố đất bên trong bò đi ra đầy người vết bẩn trên mặt tất cả đều là vết ứ động nhìn trống rỗng hoàn cảnh nhạc tông viễn ngửa mặt lên trời gào thét vương nhị ta muốn ngươi chết động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Chị họ muội Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngũ sắc linh quang như năm viên ngôi sao giống như treo ở năm màu châu bên trong, mỗi một lần lấp lóe đều có bay tán loạn năm màu linh hạt bay ra, ở trong đó vần quanh hòa vào trong cơ thể, càng có bộ phận năm màu linh hạt theo không tên đường cái, bay đi trong ốc. Mà ở trong ốc, linh hồn tản ra năm màu ánh sáng, cùng mình giống như trẻ mới sinh giống như vậy, khuôn mặt thoáng có tia vương nhị dáng vẻ, cũng không ít năm màu linh hạt vây quanh quanh người, lệnh toàn bộ biển ý thức tản ra hào quang năm màu, phản phất thần thánh giống như không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn. Vù, một đạo năm màu tinh quang từ chậm rãi mở mắt ra liêm bên trong lóng lánh, lóe lên liền qua. Này tốc độ tu luyện là thật nhanh a à, Vương Nhị lấy lại bình tĩnh, khóe miệng hơi vểnh lên, nỉ non tự nói, đợi ta đem này ngũ linh toàn bộ luyện hóa, phỏng chừng chính là ta lột xác lên cấp thời gian đi. Dứt lời, thì có một bóng người, từ bên cạnh trong nhà trúc đi ra, một tấm mặt cười không thi phấn trang điểm, da thịt trắng hơn tuyết, một luồng nhẹ nhàng khí tràn trề, ở mới lên kiêu dương dưới, rạng ngời rực rỡ. Nhìn phía xa quan tới ánh mắt, thượng văn tuyết quả lê cơn xoáy hơi lộ ra, hô, sư huynh ngươi này tiểu trúc phong không sai a à, ta quyết định sau đó ta sẽ ngủ ở nơi này hưởng thụ lấy xa xôi thổi mà đến trúc phong càng có rừng trúc truyền tới mùi thơm nhát đập vào mi mắt là thuần túy mà sạch sẽ có thể chảy ra nước xanh đậm tất cả những thứ này làm cho nàng rất say sưa ạch à, vừa định chào hỏi vương nhị nghe vậy lúc này thu về khóe miệng vừa kéo sư muội này không tốt sao có cái gì không tốt cứ như vậy quyết định thượng văn tuyết tràn đầy khẳng định nhìn ngó nghiêng hai phía sau đó nhìn vương nhị con ngươi hiếp lại lẽ nào sư huynh ngươi không muốn vương nhị cười khổ muốn cự tuyệt lại thực sự không nghĩ ra cái lý do không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ được rồi ngươi yêu thích là tốt rồi hừ này còn tạm được thượng văn tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu lên trong mắt không nói ra được đắc ý đi thôi hiện tại mang bọn ngươi đi gặp sư phụ đi từ đó về sau các ngươi cũng coi như là chính thức vào thanh vân phong vương nhị cười lắc lắc đầu mang theo tia bất đắc dĩ vừa có tia vui mừng ngay cả mình cũng nói không rõ ràng ngươi đi gọi một hồi bạch dạ đi hắn còn đang chữa thương được thượng văn tuyết đáp lời lúc này chạy đến một khác nơi đi đối với bạch dạ nàng trước sau có một tia hổ thẹn luôn cảm thấy là nàng có lỗi với hắn chỉ chốc lát sau hai đạo lưu quang từ nhỏ trúc đỉnh núi bay đi, trong rừng trúc thịnh kiệt, ước ao nhìn không trung bóng người, hắn cũng muốn có một ngày như thế, lấy chính thức thân phận đi vào. Một đường đi tới, vương nhị từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt tư thái, ven đường đệ tử càng là dồn dập sùng bái khuôn mặt tươi cười đón lấy, rất tôn trọng. Theo sau lưng thượng văn tuyết mặt cười bên trên tràn đầy cảm thán, không nghĩ tới tên khốn này nhân khí còn rất cao, đều sắp theo kịp nạn ở trong nhà tình hình. Bạch Dạ đúng là bình tĩnh theo sau lưng, trên mặt tái nhợt có tia hồng hào, cứ việc vẫn như cũ vẫn là rất suy yếu. Một lúc đi vào chú ý mình thân phận, tuyệt đối không nên không lớn không nhỏ a, à. đứng thanh vân trước điện, Vương Nhị nói nhỏ, cường điệu nhìn lướt qua Thượng Văn Tuyết, đối với nàng bình thường không lớn không nhỏ, là hắn tâm đại không đáng tính toán, nhưng bên trong sư huynh sư tỷ hắn nhưng là không biết. Ừ. Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Thường Văn Tuyết nguyết một cái, này nhìn ta là mấy cái ý tứ a, à, khốn nạn. Ba người đi vào, Vương Nhị đầu tiên là cùng các vị sư huynh sư tỷ gật gật đầu ra hiệu, nhìn có chút câu nệ hàng vọng, lại không nhìn được cười một tiếng, lập tức quay về đang trên thủ sư phụ phó thi lễ một cái, đạo, sư phụ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hàng Phương hài lòng nhìn phía dưới ba bóng người, đêm qua biết tin tức này thời điểm, hắn đều run run, không nghĩ tới lại sẽ thật sự hoàn thành nhìn phía dưới hai người dáng vẻ lại là gật gật đầu xem ra thanh vân phong lại muốn nhiều hai cái chân truyền a như vậy nghĩ đến lúc này liền chuẩn bị mở miệng lại đột nhiên bị một tiếng thét kinh hãi đánh gãy chị họ vương nhị khóe miệng vừa kéo tiểu ma nữ này chuyện ra sao này còn có thể có thân thích ở lúc này quay đầu nhìn lại thượng văn tuyết khuôn mặt kinh ngạc há hốc mồm nhìn phía trước đạo kia điềm tĩnh tao nhã bóng người phía trước thường uyển thanh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn tiến vào thượng văn tuyết từ nàng vừa tiến đến nàng liền phát hiện nhưng nàng nhìn được không có gọi ra trên thủ hàng phương kinh ngạc đang nhìn mình đồ nhi uyển thanh người biết văn tuyết ha ha thượng uyển thanh một trận cười khẽ lập tức quay về sư tôn nói rằng đúng văn tuyết là ta em họ chỉ có điều ta cũng đã lâu không thấy không nghĩ tới lại sẽ ở này gặp lại thượng văn tuyết ánh mắt phức tạp chỉ họ là cái gì thời điểm tới lẽ nào nàng cũng là vì cái kia tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương nhị kinh ngạc ở giữa hai người qua lại nhìn nhau dù cho cùng sư tỷ tiếp xúc không nhiều từ cái kia một thân điềm tĩnh tao nhã khí chất cũng nhìn thấu sư tỷ tính tình nhưng này cùng trước mắt tiểu ma nữ cách biệt cũng quá lớn hơn đi đại sư huynh xa nam cùng hàng vọng cũng là dồn dập kinh ngạc còn chưa từng nghe sư muội sư tỷ nói về gia thế của nàng đây lần này không nghĩ tới lại sẽ gặp được nàng em họ các ngươi đúng là chị họ muội. Vương Nhị không nhịn được kinh ngạc hỏi. Thượng Văn Tuyết không khỏi nguyết một cái, phí lời. Ta không phải, chẳng lẽ còn ngươi là A? À? Thanh Vân Điện mọi người không khỏi cười khẽ, Thượng Uyển Thanh Càng là giòn cười nói, Văn Tuyết quả nhiên vẫn là như vậy tính tình A. À. Trên lệch này cũng quá lớn hơn, Vương Nhị nhìn tiểu ma nữ dáng vẻ, không nhìn được tặc lưỡi, thầm nói. Ngươi! Thượng Văn Tuyết giận dữ, trừng mắt vương nhị, nếu không bên cạnh có nhiều người như vậy ở bên người, còn có một không biết nguyên nhân chị họ ở bên người, nàng cần phải đánh một quyền không thể. Được rồi, được rồi. Hàng Phương tung nhiên nở nụ cười, lập tức đánh gãy cùng náo động đến hai người, ngày hôm nay cao hứng như thế, cũng đừng náo động đến như thế chăng vui thích. Lập tức vung tay lên, hai đạo ngọc phù bay ra, hướng về bạch dạ, thượng văn tuyết hai người tung bay đi, đây là các ngươi thanh vân phù, từ hôm nay sau, các ngươi sẽ chính thức bái vào ta thanh vân phong môn hạ. Bạch giả tiếp nhận không trung bồng bình ngọc phù mới bái đạo, đa tạ sư tôn. Thượng văn tuyết trừng một chút vương nhị, mới tiếp nhận không trung ngọc phụ, đồng dạng cúi đầu, cảm ơn sư tôn. Vương nhị cười khổ, không cẩn thận còn đem trong lòng nói nói ra, cũng không biết tiểu ma nữ này lại sẽ làm cái gì yêu thiêu thân. Lập tức trong đại điện lại là thở dài, hàng phương nhìn trong điện năm người, phiền muộn nói rằng, hôm nay vốn nên không cùng các ngươi nói những này thế nhưng thời gian cấp bách cũng sẽ không đến không nói đại sư huynh sa nam từ tốn nói sư tôn tất cả cứ việc nói đi chúng ta thanh vân phong không sợ bọn họ âm mưu thủ đoạn ôi lần này bên trong ngọn núi thi đấu không thể coi thường phù thiên phong cùng lưu vân phong theo ta được biết đã chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta thanh vân phong chỉ sợ đến lúc đó các ngươi gặp phải khó khăn sẽ vô cùng lớn a à. Hàng Phương thở dài, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, trước đây, chỉ là Lưu Vân Phong đối chọi gay gắt, đã để cho bọn họ lúng cuốn tay chân, hơn nữa bên trong ngọn núi số một, thật là như thế nào cho phải. Vương Nhị trong lòng hơi động, quả nhiên, là cái kia nhạc tông viễn trả thù sao. Hừ, đáng tiếc, có ta ở đây, quan tâm các ngươi âm mưu quỷ kế gì, ta tự dốc hết sức phá đi. Sư Tôn, không ở giữa ngọn núi thi đấu sao, lại có gì sợ quá mức ta một người đem phù thiên phong cho chọn. Thường ngày biết điều chỉ là vì không gây phiền toái, dù sao, hắn còn chỉ có 10 tuổi, cần thời gian đi trưởng thành lột xác, nhưng chân chính đụng phải vấn đề cửa ải khó, vậy cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Sư đệ nói cẩn thận a, à, cái kia nhạc tông viễn thực lực có thể tuyệt không kém. Sa năm ngưng trọng cao mày, lập tức nói một tiếng. Liền cái kia tiểu nhân. Sư huynh ngày hôm qua còn đuổi theo hắn đánh đây. Thường Văn Tuyết khinh thường xen vào nói nói. Hả? Thầy trò bốn người kinh ngạc nhìn phía Vương Nhị. Vương Nhị cười nhạt, gật gật đầu, không sai, cho nên nói, sư phụ ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đây. Huống chi, còn có vị kia. Hàng Phương quýnh lên, chân mày cau lại, trừng một chút, đem Vương Nhị lời nói đánh gãy, này hãm hại sư phó trò chơi, là muốn ta bị sư huynh đánh mà, nói như vậy đi ra. Mọi người không khỏi buồn bực, sao không nói đi xuống, lập tức ở giữa hai người bồi hồi nhìn nhau, rốt cuộc là có cái gì bí mật. Thường Uyển Thanh ánh mắt nhất định, lẽ nào cùng cái kia có quan hệ, lập tức nhìn Vương Nhị càng thêm coi trọng. Vương Nhị lúng túng nhất nhất miệng, nhìn ta như vậy làm gì, ta lại không chuẩn bị nói ra. Hàng Phương Thiếu Kiên nhẫn khoát tay áo một cái, được rồi được rồi, người đã nói như thế, vậy ta cũng sẽ không lo lắng, ngược lại đến thời điểm xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi phiền phức chính các ngươi chuẩn bị cẩn thận đi còn có thời gian hai tháng có cái gì vấn đề về mặt tu hành liền đến tìm ta cứ như vậy đi đi thôi đi thôi mau mau đi cho ta dứt lời hàng phương chính là một ánh mắt uy hiếp đưa tới hắn chỉ lo nói thêm nữa thật sự đem cái này lá bài tẩy bộc lộ ra đi vì cái này lá bài tẩy hắn nhưng là nhịn ròng đã hơn trăm năm a à. làm sao có thể dễ dàng như thế bộc lộ ra đi vương nhị lúng túng gật gật đầu lập tức chạm đích, đi ra ngoài. Còn lại một đám sư huynh đệ càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cứ như vậy không hiểu ra sao kết thúc, bất đắc dĩ dồn dập đi theo ra ngoài. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.